Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 110. Chương 3651. Với địa vị của Lãnh Hàn Sương, chấp nhặt với một người bình thường chỉ khiến người khác chê cười, cho dù có truyền ra ngoài thì cô ta cũng không vẻ vang gì. Cho nên, mọi người cũng chỉ trách mắng Võ Học Tư vài câu chứ không truy cứu chuyện này. Dù sao thì sau cuộc thi đấu, Bích Hà Cung cũng sẽ không bỏ qua cho nhà họ Võ, đến lúc đó, Tiêu Chính Văn cũng sẽ chết trong khói lửa chiến tranh, nên cô ta hoàn toàn không cần phải ra tay với hai kẻ sắp chết. Chỉ có Võ Tinh Nhi là nhíu mày nhìn đánh giá Tiêu Chính Văn. Những lời nói vừa rồi, không phải ai cũng có thể tùy tiện nói ra, ánh mắt khinh thường tất cả đó, vốn không thể giả bộ được. Chẳng lẽ hậu thuẫn phía sau Tiêu Chính Văn thật sự rất lớn ư? Hay Tiêu Chính Văn chính là người thân của Võ Anh Hào? Trong khi đó Tiêu Chính Văn lại trở về phòng khách nghỉ ngơi với vẻ điềm tĩnh. Chị, anh Tiêu này hình như hơi quá rồi, vừa rồi nếu không phải Lãnh Hàn Sương cố ý để chúng ta đi, e rằng hôm nay, vẻ mặt Võ Học Tư vẫn hết sức khó coi, mới vừa rồi, luồng sát khí như thực thể áp đảo Võ Học Tư gần như sắp thở không nổi. Những chuyện tương tự như vậy nếu xảy ra lần nữa thì hai chị em họ đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Suy cho cùng, lần đầu tiên thì người ta có thể bỏ qua vì mới vi phạm lần đầu, nhưng không thể vi phạm quá 3 lần được. Không, chuyện này không đơn giản như em nghĩ, loại khí chất khinh thường mọi thứ đó hoàn toàn không thể giả được, nếu không có sự tự tin nhất định, ai dám khiêu khích Minh Nguyệt Các chứ? Tiêu Thiên Sách đến từ thế tục là sự thật, nhưng thế tục bây giờ, xét về mặt hoàn cảnh chung mà nói, thì nó chênh lệch không lớn so với vùng ngoài lãnh thổ, chẳng lẽ anh ta không biết, ai có thể gây sự, ai không thể gây sự sao? Võ Tinh Nhi trầm ngâm phân tích. Vừa rồi, khi Tiêu Chính Văn nói những lời đó, phong thái anh hùng của anh thật sự đã khiến cho Võ Tinh Nhi khuynh đảo, đó là khí thế thực sự của một người đàn ông. Loại khí thế dám một mình khiêu chiến với thế giới mới là sức hấp dẫn của một người đàn ông thực sự. Trước đây Võ Tinh Nhi đã gặp rất nhiều người tài giỏi, nhưng những người đó lại không hề có được khí phách kiêu hùng của Tiêu Chính Văn. So với Tiêu Chính Văn, bọn họ nhiều nhất chỉ được xem là ỷ thế hiếp người mà thôi. Chị sẽ không cho rằng anh ta là Tiêu Chính Văn thật đấy chứ, Võ Học Tư cười khổ nói. Không, đương nhiên là không, rất có thể anh ta có mối quan hệ không tầm thường với thiếu chủ, nếu không, sự tự tin của anh ta từ đâu mà có. Võ Tinh Nhi tin chắc vào suy đoán của mình. Nhưng ngay sau đó Võ Tinh Nhi lại lắc đầu thở dài. Cho dù Tiêu Chính Văn có mối quan hệ đặc biệt với Võ Anh Hào, nhưng anh trung quy vẫn chỉ là một người thường mà thôi. Chương 3652. Thế mạnh của anh cũng là do nhà họ Võ ở sau lưng, chứ không phải đến từ thực lực của bản thân anh. Suy cho cùng, Tiêu Chính Văn vẫn chỉ là cánh bèo trôi trên mặt nước. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến ngày thi đấu, khắp trấn Vân Hà người đông đúc chen chúc, vô cùng náo nhiệt. Chỉ thấy trên bầu trời, một luồng sáng cầu vồng bay nhanh từ phía chân trời, một cô gái xinh đẹp như tiên nữ bước chân lên cầu vồng, trôi dạt xuống trấn Vân Hà như tiên nữ. Đó là đệ tử của Minh Nguyệt Các, ngay cả thế lực như Minh Nguyệt Các cũng tham dự ư. Hai, xem ra chúng ta không còn hy vọng chiến thắng rồi. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp như tiên, nhiều người chán nản thở dài. Võ Tinh Nhi cũng ngước mắt nhìn về phía cô gái đang bước chân lên cầu vồng trên bầu trời. Với ánh mắt không cam lòng. Nếu cô ta được Thiên Vương Các thu nhận làm đệ tử, đoán chừng sẽ vẻ vang hơn người này nhiều. Có điều, giữa đám đông cũng có không ít cô gái trẻ có thực lực ngang tầm cô ta, có thể bộc lộ tài năng trong đám người đó hay không thì vẫn là một ẩn số. Đi theo cô gái trẻ là một người phụ nữ trung niên, nhưng dung mạo lại không hề thua kém cô gái trẻ kia, hơn nữa khí thế bừng bừng, uy thế bao trùm khắp nơi. Người đó không phải là trưởng giáo Âu Dương Tuyết của Minh Nguyệt Các sao? Sao ngay đến bà ta cũng đến? Nghe nói bây giờ bà ta đã đạt tới cảnh giới nhân hoàng cấp 2 rồi, cách nhân vương cấp 3 cũng chỉ còn một bước nữa thôi. Có vẻ như Minh Nguyệt Các quyết tâm giành lấy ngôi vị dẫn đầu của cuộc thi lần này rồi. Mà bên kia, ánh sáng rực rỡ khắp bầu trời, có hơn chục thanh niên mặc đồ trắng như tuyết, tất cả đều cầm thanh kiếm dài 3 tấc trong tay, bước trên không với vẻ mặt ngạo nghễ. Người của Bích Hà Cung cũng đến, lần này có trò hay để xem rồi. Không biết người của nhà họ Võ sẽ có biểu cảm gì khi nhìn thấy người của Bích Hà Cung ở trên võ đài nhỉ? Hừ, nhà họ Võ, bọn họ dám lên võ đài đã là một kỳ tích rồi.
không ít người vừa bàn luận vừa rối rít quay đầu nhìn về phía hai chị em Võ Học Tư trong đám đông. Ngay sau đó, Thiên Cung Bắc Cực và Cửu Thiên Huyền Nữ cùng những người đại diện của các thế lực khác, cũng lần lượt tiến vào sân, hơn nữa thế lực của người sau còn mạnh hơn người trước. Đến khi những người đại diện của các thế lực lần lượt vào cuộc, một dãy cầu vồng chợt lóe lên trên bầu trời. Ngay sau đó, một thanh niên mặc bộ kiếm trắng với vương miện màu vàng tím trên đầu, xuất hiện ngạo nghễ phía trên núi Vân Hà. Ôi, đó không phải là đệ tử của Trương Cảnh Nhạc, Lữ Nồng Quang sao? Lữ Nồng Quang cũng muốn tham gia cuộc thi ư? Không phải người trong ngành y không bao giờ tham gia vào những cuộc chiến phân chia của các phái khác à? Chương 3653 e rằng lần này có trò hay để xem rồi, Lữ Nồng Quang không những đại diện cho bản thân anh ta, mà còn là cả một ngành y, tất cả thế lực, có ai dám chống đối với người trong ngành y chứ? Lữ Nồng Quang vừa xuất hiện, hầu như tất cả người dẫn đầu của các thế lực đều lần lượt cau mày. Theo lý mà nói người trong ngành y không nên có mặt trong cuộc thi đấu lớn, dẫu sao các thế lực đều có phần kiêng dè với ngành y, có thể nói, nếu không phải bất đắc dĩ, thì không ai muốn đắc tội với gia tộc y dược. Nhưng sự xuất hiện của Lữ Nồng Quang lại khiến họ rơi vào tình huống khó xử. Lữ Nồng Quang này có thân phận rất đặc biệt sao? Tiêu Chính Văn tò mò hỏi. Dĩ nhiên là đặc biệt, anh ta là đệ tử của Trương Cảnh Nhạc, mà Trương Cảnh Nhạc lại là người đại diện cho y học, cũng có nghĩa là, phía sau Lữ Nồng Quang là toàn bộ ngành y ở đây. Vì vậy, cuộc thi đấu lần này, thế lực khắp nơi đều phải rất cẩn trọng, nếu đắc tội với ngành y, e rằng những ngày tháng sau này sẽ không dễ dàng. Hơn nữa, bản thân Lữ Nồng Quang đã đạt tới cảnh giới nhân hoàng cấp 1, vốn đã không công bằng khi để anh ta tham gia vào cuộc thi thế hệ trẻ rồi. Võ Học Tư giải thích với nụ cười khổ. Vinh Thành không phải là một đô thị lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, trong thế hệ trẻ, có rất ít cao thủ cảnh giới nhân hoàng, chứ đừng nói là cảnh giới nhân hoàng. Sự xuất hiện của Lữ Nồng Quang cũng đồng nghĩa với việc lấy đi cơ hội giành chiến thắng của những người khác. Những người ở dưới vừa nhìn thấy Lữ Nồng Quang thì cúi đầu than thở, có vài người căm phẫn, thậm chí có người còn thì thầm chửi bới. Vẻ mặt Âu Dương Tuyết của Minh Nguyệt Các cũng sa sầm lại, bà ta nhìn về phía thanh niên bên cạnh, lạnh lùng chất vấn hỏi, Khổng Thiên Thu, các người làm vậy là có ý gì? Lữ Nồng Quang là cường giả của cảnh giới nhân hoàng, còn là người kế thừa của gia tộc y dược, theo quy tắc thì hắn không được tham gia cuộc thi đấu, chẳng lẽ các người không biết sao? Trưởng giáo Âu Dương, xin bớt giận, dù sao thân phận của cậu Lữ rất đặc biệt. Nên chúng tôi đã thảo luận một hồi, cảm thấy vẫn nên cho bên ngành y một cơ hội cạnh tranh công bằng. Khổng Thiên Thu nói với vẻ mặt lạnh nhạt. Cái gì, công bằng ư, các người thấy như vậy là công bằng sao? Ngay cả Âu Dương Tuyết cũng không chịu đựng được nữa, một cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp một lại đi giành ngôi vị dẫn đầu với một đám hậu bối của cảnh giới nhân vương, đây mà gọi là công bằng sao? Dĩ nhiên là công bằng, trên võ đài không được phép đánh theo nhóm, cuộc chiến một đấu một. Tất cả đều dựa vào sự tu luyện của mỗi người, có chỗ nào không công bằng. Và lại, người của ngành y cũng không giỏi võ thuật, chỉ là cảnh giới cao hơn chút thôi, có sao đâu. Khổng Thiên Thu mặt dày vô liêm sỉ nhe răng cười nói. Các người, chương 3654 Âu Dương Tuyết giận đến mức lồng ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ nhà họ Khổng hợp sức với ngành y để ức hiếp người khác. Các người đúng là lũ xấu xa. Khổng Thiên Thu nghe vậy thì cười nhe răng nói, trưởng giáo Âu Dương đừng giận, lỡ như đệ tử của Minh Nguyệt Các lại dẫn đầu thì sao? Không có gì là tuyệt đối cả. Nói xong, Khổng Thiên Thu không cho Âu Dương Tuyết cơ hội phản bác, quay đầu nói với người chủ trì trên võ đài, người đâu, tuyên bố cuộc thi đấu chính thức bắt đầu. Theo hiệu lệnh, tiếng trống vang như sấm, cùng lúc đó, Lữ Đồng Quang bước ra đi lên võ đài, chắp một tay sau lưng. Nhìn xuống đám người dưới sân khấu với vẻ mặt ngạo nghễ. Hắn hất cằm lên nói, hôm nay tôi đến đánh trận đầu tiên, không biết có ai sẵn sàng chỉ dạy không? Ánh mắt hắn quét qua khuôn mặt của mọi người, nhưng những người mà bắt gặp ánh mắt của hắn đều vội vàng cúi đầu. Ai dám khiêu chiến với cao thủ của cảnh giới nhân hoàng chứ? Đây rõ ràng là ức hiếp người khác, người của nhà họ Khổng thật đúng là không biết xấu hổ. Hừ! Trương Cảnh Nhạc muốn có được Tuyết Liên ngàn năm thì cứ nói thẳng, cử đệ tử đến bắt nạt những người cảnh giới nhân vương chúng tôi là có ý gì? Đối diện với những tiếng mắng chửi ở dưới đài, Lữ Nồng Quang hoàn toàn ngó lơ, ngược lại càng vênh váo đắc ý nói,
nếu mọi người đều không sẵn lòng chỉ dạy, vậy thì tôi sẽ lấy tuyết liên ngàn năm nhé. Khoan đã. Ngay khi Lữ Đồng Quang định bước đến lấy tuyết liên ngàn năm, đột nhiên lão cung chủ của Bích Cung Hà đứng bật dậy. Hả, Lữ Đồng Quang hơi nhíu mày, quay đầu lại nhìn lão cung chủ, ánh mắt lóe lên tia ngờ vực. Từ trước đến nay, trên sàn đấu cuộc thi đều không có đạo lý không đánh mà giành chiến thắng, tôi nghĩ nhà họ Lạc cử một người so tài với cậu Lữ. Nếu cậu Lữ thắng thì mới được lấy tuyết liên. Nói rồi lão cung chủ rời tầm mắt nhìn về phía nhà họ Võ. Thật ra ông ta không phải đang ngăn cản Lữ Đồng Quang lấy tuyết liên ngàn năm mà là muốn mượn tay Lữ Quang Đồng để trừ khử người nhà họ Võ. Nghe đến đó, con người Khổng Thu Thiên xoay chuyển, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Lữ Đồng Quang. Lữ Đồng Quang hiểu ý, mỉm cười nói, được chứ. Để mọi người không đồn bậy bạ, tôi sẵn lòng phân cao thấp với các vị. Vừa dứt lời, Khổng Thu Thiên khẽ gật đầu với MC trên võ đài, MC cầm lấy danh sách đọc lớn. Trận đầu tiên, Lương Cảnh Long của Bích Hà Cung với Lữ Đồng Quang. Vừa dứt lời, Lương Cảnh Long đứng lên, chắp tay với Lữ Đồng Quang nói, mong anh Lữ nương tay. Nói rồi hắn sải bước đi lên võ đài. Chỉ thấy Lữ Đồng Quang phất tay áo lên, Lương Cảnh Long đã văng ra ngoài, ngã xuống dưới võ đài. Đây rõ ràng là gian lận. Lương Cảnh Long giả vờ ngã. Chương 3655 đúng là không biết xấu hổ. Thấy cảnh tượng này, bên dưới lớn tiếng mắng, Lương Cảnh Long lướt nhìn đám người đều lộ vẻ không cam lòng nói, tôi tự nhận không phải là đối thủ của anh Lữ, để không bị thương nặng, nhận thua có gì sai sao? Mọi người ai không phục thì có thể bước lên đây đánh. Nói rồi Lương Cảnh Long phất tay áo, cất bước quay về vị trí khán đài như thể chưa có gì xảy ra, đoan chính ngồi xuống. Việc đã đến nước này, dĩ nhiên người nhà họ Võ đều nhìn thấy hết. Rõ ràng đối phương đến là nhằm vào nhà họ Võ, hơn nữa chỉ cần người nhà họ Võ bước lên võ đài, chắc chắn sẽ không may mắn như Lương Cảnh Long. Rõ ràng họ nhằm vào nhà họ Võ chúng ta phải làm sao đây, Võ Tinh Nhi cắn môi quay sang nhìn Võ Thiên Nghiệp. Lúc này Võ Thiên Nghiệp cũng sầm mặt, lạnh lùng nhìn Lữ Đồng Quang trên võ đài. Nhà họ Võ sẽ không tránh được trận đấu này, chỉ đành cố chấp bước lên võ đài. Nhưng bất kể là Võ Học Tư hay Võ Tinh Nhi đều là miếng thịt trên người Võ Thiên Nghiệp. Cùng lắm thì bố quyết đấu một trận với hắn, Võ Thiên Nghiệp siết chặt nắm đấm trầm giọng nói. Bố, cuộc thi có quy định chỉ có thế hệ trẻ mới có thể bước lên võ đài, nếu nhà họ Võ chúng ta phá vỡ quy tắc, ngược lại đang trúng kế đám người Lương Cảnh Long. Con cũng là đàn ông của nhà họ Võ, theo lý nên đương đầu vì nhà họ Võ, lát nữa con sẽ đánh với hắn, Võ Học Tư kiên định nói. Đúng lúc này, MC lại cầm danh sách lên lần nữa, lớn giọng đọc, tiếp theo là nhà họ Võ. MC vừa dứt lời, mọi người đều nhìn sang phía nhà họ Võ. Tôi hiểu rồi, Bích Hà Cung đang nhằm vào nhà họ Võ. Chỉ cần người nhà họ Võ bước lên võ đài, chắc chắn sẽ không còn đường lui. Xem ra nhà họ Võ vẫn đi sai một nước cờ, chiêu mượn dao giết người này của Bích Hà Cung đúng là cao siêu. Người ở bên dưới đều nhỏ giọng bàn tán. Lương Cảnh Long ở trên khán đài đắc ý nhìn Võ Học Tư, thấy anh ta bước lên võ đài, Lương Cảnh Long còn cố ý đứng dậy lớn giọng nói, dù sao nhà họ Võ cũng là hoàng tộc, sẽ không chưa đánh mà đã nhận thua giống tôi đấy chứ. Nếu bị nhánh chính nhà họ Võ biết được, con cháu nhà họ Võ sợ chết mà không đánh, không biết sẽ thế nào nhỉ. Giọng hắn rất lớn, ngay cả người bên dưới võ đài đều có thể nghe rõ mồn một. Võ Học Tư lạnh lùng trợn mắt nhìn Lương Cảnh Long nghiến răng nói, Lương Cảnh Long, tên tiểu nhân hèn hạ nhà mày. Tức giận mắng một câu, Võ Học Tư lại hít sâu một hơi, nhấc chân bước lên võ đài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3656 Lữ Đồng Quang kiêu ngạo đứng ở giữa võ đài quay đầu sang nhìn Võ Học Tư, cười mỉa nói, nhà họ Võ. Hoàng tộc, nếu đã là hoàng tộc. Thì dĩ nhiên tôi phải giữ thể diện cho nhà họ Võ rồi. Dù sao nắm đấm cũng không có mắt, đánh anh bị thương, cả nhà họ Võ đều mất sạch mặt mũi, hay là thế này nhé, anh quỳ xuống trước mặt tôi dập đầu ba cái tỏ ý chịu thua, tôi đảm bảo sẽ không làm anh bị thương, thế nào? Gì cơ, Võ Thiên Nghiệp ở bên dưới nổi giận, đứng phát dậy. Bố, đừng kích động, Võ Tinh Nhi vội kéo Võ Thiên Nghiệp lại.
Rõ ràng là Lữ Đồng Quang đang cố ý chọc giận nhà họ Võ. Chỉ cần Võ Thiên Nghiệp xông lên võ đài, Bích Hà Cung có thể lấy cớ đó để ra tay đánh nhà họ Võ. Hừ, Lữ Đồng Quang, đàn ông nhà họ Võ kiên cường bất khuất, dù hôm nay tôi có chết ở đây cũng đừng hòng khiến tôi quỳ xuống trước một tên hèn hạ như anh. Nói xong, Võ Học Tư chạm vào thanh kiếm trên thắt lưng. Võ Học Tư, đây là do tự anh chọn, đừng trách tôi không cho nhà họ Võ cơ hội. Nói rồi Lữ Đồng Quang bỗng tung ra một luồng tinh quang, sát khí xẹt qua, sải bước đi về phía Võ Học Tư. Các ngươi cũng bắt nạt người quá đáng rồi đấy. Đúng lúc này giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn vang lên từ trong đám đông. Thật ra mọi người có mặt ở đó đều nhìn ra đám người Khổng Thu Thiên và Lữ Đồng Quang đã thông đồng với Bích Hà Cung từ nãy, định nhân cuộc thi lần này để ép nhà họ Võ vào đường cùng. Nhưng ai dám đắc tội nhà họ Khổng và Bích Hà Cung chứ? Thế nên mọi người đều chỉ tức giận chứ không dám nói gì. Nghe thấy thế, sắc mặt Lữ Đồng Quang trở nên khó coi, quay sang nhìn Tiêu Chính Văn nói, bắt nạt. Chỉ là một đánh một, đều dựa vào bản lĩnh của mình mà nói là ức hiếp người khác à. Một đánh một, anh là cảnh giới nhân hoàng mà đánh với cảnh giới thiên thần, nếu đây không gọi là ức hiếp thì cái gì mới gọi là ức hiếp đây, Tiêu Chính Văn cười khẩy nói. Lương Cảnh Long ở trên khán đài nhìn về phía nơi phát ra giọng nói, chỉ liếc mắt đã nhận ra Tiêu Chính Văn, hắn hoảng sợ hít khí lạnh. Không ngờ Tiêu Chính Văn thế mà lại ở nhà họ Võ thật. Nhưng không để hắn lên tiếng nhắc nhở Lữ Đồng Quang trên võ đài đã cười mỉa, kiêu ngạo nói, bớt lo chuyện bao đồng đi. Hôm nay tôi ức hiếp người đấy, anh làm gì được tôi? Lữ Đồng Quang thấy không thể che giấu nữa bèn dứt khoát nói. Những lời của hắn khiến nhiều người ở đó đều không khỏi nhíu mày. Dù sao họ cũng đến tham gia cuộc thi, trước đó Lữ Đồng Quang vẫn còn che giấu, nhưng bây giờ đã bày những thứ giấu giếm trong tối lên võ đài, bảo mấy người họ tự xử lý thế nào. Đúng lúc này, Lương Thế Sung đột nhiên đứng dậy lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn nói, to gan. Chương 3657 cậu chắc là tên đã giả mạo Tiêu Chính Văn đó nhỉ? Thế nào? Cậu thật sự nghĩ mình là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn đấy à? Đừng nói cậu chỉ là một tên giả mạo lừa bịp, dù cậu chính là Tiêu Chính Văn thật thì thế nào? Cháu Lữ là cảnh giới nhân hoàng, dù Tiêu Chính Văn có đứng trước mặt nó thì cũng phải cung kính gọi một tiếng tiền bối đấy. Một tên giả danh như cậu mà cũng dám đứng ra chất vấn. Rõ ràng là đang đâm đầu vào chỗ chết. Lương Thế Sung đứng trước mặt mọi người lớn lối nói, thậm chí còn chỉ vào Tiêu Chính Văn. Nghiêm giọng trách mắng khiến Lương Cảnh Long ở bên cạnh sợ đến mức sắc mặt không còn chút máu, hắn kéo góc áo của Lương Thế Sung mấy lần nhưng đều bị Lương Thế Sung xem như không. Ông ta nghĩ đừng nói đối phương không phải là Tiêu Chính Văn thật, dù Tiêu Chính Văn ở đây thì thế nào. Họ nhiều người như thế, trước tiên không nói người của Thiên Cung Bắc Cực và Cửu Thiên Huyền Nữ, chỉ riêng người của Bích Hà Cung và nhà họ Khổng thôi cũng đủ để khiến Tiêu Chính Văn e ngại. Hơn nữa ông ta không tin nhánh phụ của nhà họ Võ cũng có thể mời được nhân vật tầm cỡ như Tiêu Chính Văn đến. Mấy ngày trước, chính người này đã khoác lác ở trên đường, nói rằng ngay cả sư tỷ Hàn cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt hắn, còn nói cái gì mà đám người Khổng Tề Thiên cũng chỉ như thế, không có gì giỏi hơn người. Đúng là không ngờ hôm nay lại là tên này tự đâm đầu vào chỗ chết. Lãnh Hàn Sương cười mỉa nói, có bản lĩnh thì anh nói lại một lần nữa câu nói trước đó ở trước mặt người nhà họ Khổng đi. Nghe thế ngay cả Võ Thiên Nghiệp cũng sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Dù sao đây cũng không phải là Tiêu Chính Văn thật, nếu bị nhà họ Khổng truy cứu, nhà họ Võ sẽ không còn cơ hội sống thật mất. Lữ Đồng Quang cũng lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, khinh thường nói, vốn dĩ anh chỉ là một người bình thường, tôi không nên so đo với anh. Dù giết anh cũng chỉ làm bẩn tay tôi thôi, nhưng đã ngông cuồng thế thì phải trả giá. Hôm nay tôi không chỉ muốn ức hiếp người nhà họ Võ ngay trước mặt anh mà ngay cả anh cũng phải trả cái giá nên nhận. Nể tình anh lần đầu phạm lỗi, chỉ cần tự sát tạ tội trước mặt mọi người, tôi sẽ không truy cứu người nhà của anh nữa. Nói rồi Lữ Đồng Quang đắc ý nhìn Tiêu Chính Văn ở trong đám đông. Nghe Lữ Đồng Quang nói vậy, Võ Học Tư chợt thấy lo lắng. Võ Anh Hào chính miệng nói nhà họ Võ phải tiếp đãi Tiêu Chính Văn như khách quý, lúc này, Lữ Đồng Quang thật sự ức hiếp người quá đáng. Chương 3658 nghĩ vậy, Võ Học Tư bước lên, nói với Lữ Đồng Quang, Lữ Đồng Quang.
cho dù anh Tiêu không phải là Tiêu Chính Văn thật, nhưng anh ấy cũng là khách quý do thiếu chủ Võ Anh Hào mời đến. Mối thù giữa nhà họ Võ chúng tôi và các người đương nhiên là do nhà họ Võ chúng tôi giải quyết, không liên quan gì đến anh Tiêu. Lữ Nồng Quang liếc nhìn Võ Học Tư với ánh mắt khinh thường, khẽ lắc đầu nói, bây giờ đã không còn là ân oán giữa chúng ta nữa. Tên họ Tiêu này dám nói năng ngông cuồng trước mặt mọi người thì hắn phải trả giá. Chưa nói đến việc hắn chỉ là kẻ mạo danh, cho dù là Tiêu Chính Văn thật thì cũng chẳng có tài đức gì để kiêu ngạo như vậy. Hừ, cho dù Tiêu Chính Văn ở đây thật thì cũng phải biết điều. Lữ Nồng Quang tôi bảo hắn quỳ, hắn cũng không dám từ chối. Nói hay lắm, Lãnh Hàn Sương vỗ tay, chế nhạo, Tiêu Chính Văn là cái thá gì chứ? Giới thế tục là địa bàn của anh ta thật, nhưng ở vùng ngoài lãnh thổ, anh ta còn chẳng bằng một con chó. Đúng vậy, ở vùng ngoài lãnh thổ này, có ai coi trọng Tiêu Chính Văn? Nhà họ Võ các người lại dám lấy Tiêu Chính Văn ra uy hiếp chúng tôi, Lương Thế Sung cũng phụ họa theo. Tuy nhiên, trong toàn bộ quá trình, người của Thiên Cung Bắc Cực và Cửu Thiên Huyền Nữ đều không dám nói nửa chữ. Chỉ có người của hai bên phía họ từng gặp mặt Tiêu Chính Văn, nên nhìn một cái liền nhận ra ngay không phải kẻ giả mạo, mà chính là Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương thật. Đặc biệt là cảnh Tiêu Chính Văn đấm xuyên qua 7749 đạo kết giới ở Huyền Thiên Đạo Cung vẫn còn in đậm trong tâm trí bọn họ, ai dám nói xấu Tiêu Chính Văn vào lúc này chứ? Nhưng đám người Lữ Nồng Quang không hề quan tâm đến chi tiết bất thường này, mà chỉ nói những không biết sống chết. Hừ, Tiêu Chính Văn thật đang ở đây, ai dám nói những lời như vậy? Các người chẳng qua chỉ là, Võ Học Tư mới nói được nửa lời, Tiêu Chính Văn đã xua tay, cắt ngang lời anh ta, vậy sao? Cho dù Tiêu Chính Văn thật ở đây, anh bảo anh ta quỳ, anh ta sẽ không dám đứng à? Tiêu Chính Văn vừa nói vừa bước lên võ đài. Mọi người bên dưới đều không ngờ, một người bình thường như Tiêu Chính Văn lại dám bước lên võ đài. Chương 3659 đặc biệt là Lương Thế Sung, nhìn thấy Tiêu Chính Văn bước lên võ đài, trong lòng ông ta cảm thấy kinh ngạc. Không cần biết Tiêu Chính Văn có phải người bình thường hay không, nhưng lấy nhiều đánh ít, chính là phá vỡ quy tắc của trận đấu. Không nói nhiều lời, ông ta tiến lên một bước, vươn tay chạm vào kiếm ở thắt lưng, muốn ra tay với Tiêu Chính Văn và Võ Học Tư. Học Tư, anh Tiêu, coi chừng đánh lén. Võ Tinh Nhi ở dưới võ đài, có thể nhìn thấy rõ ràng, vội vàng hét lên với Võ Học Tư và Tiêu Chính Văn. Nhưng cô ta vẫn chậm một bước, lúc cô ta hét lên, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, thanh kiếm dài đã phóng thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Thanh kiếm nhanh như tia chớp, đừng nói tới việc Tiêu Chính Văn chỉ là người bình thường, cho dù là cường giả cảnh giới nhân vương cũng không thể tránh được. Nghĩ đến việc Tiêu Chính Văn vì nhà họ Võ mà đổ máu, Võ Tinh Nhi không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhưng lúc mũi kiếm cách Tiêu Chính Văn chưa đầy một tấc, Tiêu Chính Văn đã nhếch người, tránh đòn chí mạng của Lương Thế Sung. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn chỉ nhẹ nhàng duỗi ngón tay, gõ nhẹ. Bùm, khoảng không xung quanh đột nhiên biến dạng, một ngôi sao phóng về phía Lương Thế Sung. Phụt, Lương Thế Sung còn chưa kịp định thần lại, đã lập tức biến thành một màn xương máu, nhuốm đỏ phần lớn võ đài. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn lại, Tiêu Chính Văn đã chắp tay sau lưng, đi về phía Lữ Nồng Quang. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Chính Văn chậm rãi đến gần Lữ Nồng Quang. Bảo tôi quỳ, tôi không dám đứng. Người xưa có câu, họa từ miệng mà ra. Chẳng phải anh bảo tôi tự sát sao? Anh, tự sát đi, nếu không, ngay cả Trương Cảnh Nhạc cũng sẽ chết. Giọng Tiêu Chính Văn vô cùng lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Nghe vậy, mọi người xung quanh đều hít một hơi thật sâu. Điều khiến bọn họ kinh ngạc không phải là những gì Tiêu Chính Văn nói, mà là nhà họ Võ đã thực sự mời được vua Bắc Lương đến bảo vệ. Điều này đã thực sự khiến bọn họ mở mang tầm mắt. Theo bọn họ thấy, một người có thân phận như Tiêu Chính Văn sẽ không bao giờ bảo vệ nhà họ Võ, cho dù nhà họ Võ có quỳ xuống van xin thì cũng chưa chắc đã gặp được Tiêu Chính Văn. Nhưng lúc này, người biến Lương Thế Sung thành xương máu chỉ bằng một ngón tay, nếu không phải Tiêu Chính Văn thì còn có thể là ai đây? Lúc này, ngay cả Võ Học Tư cũng nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ khó tin, nhưng không giống những người khác, trong mắt anh ta tràn đầy vẻ kinh ngạc. Võ Tinh Nhi thậm chí còn rơi nước mắt vì phấn khích. Võ Thiên Nghiệp cũng vô cùng kinh ngạc, cứ như nhìn thấy chuyện cực kỳ kinh thiên động địa.
Lãnh Hàn Sương đột nhiên bật dậy, đám người của Bích Hà Cung cũng lần lượt đứng lên. Không ai ngờ rằng người mà bọn họ coi là kẻ giả mạo lại thực sự là Tiêu Chính Văn. Lúc này, Lương Cảnh Long sợ đến mức tè ra quần, nhìn thấy Tiêu Chính Văn giết người một cách dứt khoát, hắn nào dám nói thêm lời nào nữa. Đến lúc này, hắn thật sự chỉ ước mình mọc thêm đôi cánh để thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Anh là Tiêu Chính Văn thật ư? Lữ Đồng Quang thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn. Vừa rồi hắn dám nói những lời như vậy là bởi vì hắn biết người trước mặt không phải Tiêu Chính Văn thật sự. Nếu không, cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám nói những lời như vậy. Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, lúc này, Lữ Đồng Quang cũng nâng cao cảnh giác, đồng thời thi triển khí tức của cảnh giới nhân hoàng. Mặc dù trước đó, Lữ Đồng Quang đã lớn tiếng coi thường Tiêu Chính Văn, nhưng khi đối mặt với Tiêu Chính Văn thật sự, hắn đâu dám làm bừa. Ngay cả đám người Khổng Tề Thiên hợp lực lại cũng bị Tiêu Chính Văn đánh bại, bây giờ hắn chỉ có một mình, nếu bất cẩn, chắc chắn sẽ có kết cục giống như Lương Thế Sung. Nhưng Tề Kính Hạo lại nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt vô cùng phức tạp, ông ta thật sự không hiểu tại sao Tiêu Chính Văn lại bảo vệ nhà họ Võ. Nhà họ Võ thật sự không nói dối, mấy ngày trước, tôi đã đến nhà họ Võ, hơn nữa, tin tức đó là do tôi bảo người nhà họ Võ tung ra ngoài. Nhưng xem ra mọi người đều không hề coi Tiêu Chính Văn tôi ra gì nhỉ. Nếu đã vậy, các người sẽ phải trả giá vì những lời vừa rồi. Nói đi, các người muốn tự sát hay tôi ra tay? Tiêu Chính Văn vừa nói vừa liếc mắt nhìn đám người. Khi ánh mắt Lãnh Hàn Sương và Tiêu Chính Văn chạm nhau, Lãnh Hàn Sương chỉ nhìn thấy sát khí trong ánh mắt của Tiêu Chính Văn. Lãnh Hàn Sương hoảng sợ, nhưng còn chưa kịp xoay người bỏ chạy thì đã biến thành xương máu trong nháy mắt. Chỉ với một ánh mắt, đã có thể giết Lãnh Hàn Sương ngay tại chỗ. Đám người Minh Nguyệt Các kinh hãi hét lớn, ngay cả Âu Dương Tuyết cũng lùi lại vài bước, sắc mặt tái nhợt nhìn Tiêu Chính Văn. Quỳ xuống, Tiêu Chính Văn chỉ thờ ơ nói ra hai chữ, Âu Dương Tuyết đã lập tức quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Thật to gan, dám điên cuồng sát hại vào ngày diễn ra cuộc thi, thật sự nhà họ Khổng không còn ai rồi sao? Khổng Thiên Thu đột nhiên đập bàn. Phóng ra khí thế. Dù sao đây cũng là ở vùng ngoài lãnh thổ, hơn nữa Vinh Thành còn được coi là sân sau của nhà họ Khổng, sao có thể để Tiêu Chính Văn gây chuyện ở đây được? Không, tôi chỉ coi ông như người chết, Tiêu Chính Văn trầm giọng nói rồi vung tay, con dao quân đội năm cạnh lập tức phóng về phía Khổng Thiên Thu. Khổng Thiên Thu không ngờ Tiêu Chính Văn lại quyết đoán như vậy, ở vùng ngoài lãnh thổ mà dám giết người nhà họ Khổng. Giữa dòng suy nghĩ, Khổng Thiên Thu vội vàng kéo một tên đệ tử nhà họ Khổng bên cạnh kên chắn trước mặt, sau đó tránh né sự truy đuổi của con dao quân đội năm cạnh. Bùm, tên đệ tử nhà họ Khổng lập tức biến thành đống thịt băm, máu văng đầy mặt đất. Tiêu Chính Văn, hôm nay tôi nhất định sẽ giết anh. Lữ Nồng Quang cũng không phí lời nữa, nếu Tiêu Chính Văn không có ý định tha cho bọn họ thì chỉ có thể đấu với Tiêu Chính Văn đến cùng mà thôi. Lữ Nồng Quang vung thanh kiếm trong tay. Phóng ra ánh sáng vô tận. Lúc này, mặt trăng và mặt trời luân chuyển, các ngôi sao biến hóa bất thường. Dường như cả trời đất đều bị đảo lộn. Khí tức đáng sợ lập tức giáng xuống, toàn bộ núi Vân Hà trở nên đáng sợ như địa ngục trần gian. Lữ Đồng Quang vừa ra tay đã tung ra một trận pháp đáng sợ như luyện ngục cửu u khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Dù sao hắn cũng xuất thân từ gia tộc y dược, về lý không thể có bản lĩnh như thế mới phải. Nhưng suy cho cùng mấy năm nay Trương Cảnh Nhạc đã giúp đỡ không ít các cao thủ thế lực lớn chữa trị vết thương, thế nên cũng lấy được khá nhiều truyền thừa trận pháp trong tay mấy người này. Ông ta đều truyền lại mấy trận pháp này cho Lữ Đồng Quang. Chỉ thấy một biển lửa dưới núi Vân Hà, sau đó cả núi Vân Hà nứt ra một khe hở cực lớn từ chính giữa. Nham thạch màu đỏ rực phun trào ra ngoài theo khe hở đó. Vô số bóng người màu đen bay lên không trung như ma quỷ lao ra từ trong địa ngục. Lúc này Lữ Đồng Quang bị mấy mươi bóng người màu đen vây quanh bên trong như vị thẩm phán Diêm Vương trong địa ngục cửu u, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Đối mặt với trận pháp tuyệt thế của Lữ Đồng Quang, Tiêu Chính Văn lại không thèm nhìn hắn một cái mà nhìn về phía đỉnh núi đằng xa kia, lạnh lùng nói, ra đây đi, lẽ nào ông nhẫn tâm khiến hắn chết vì ông sao? Thấy Tiêu Chính Văn xem mình như không khí. Lữ Đồng Quang không khỏi nổi giận. Cùng lúc đó một luồng sáng màu vàng bỗng bắn ra theo hướng 4 giờ từ trên đỉnh núi đó,
một người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh chậm rãi bước ra. Lúc này Khổng Hữu Đạo khí thế vô song, uy lực toát ra khắp bốn phía. Chàng trai, vốn dĩ tôi định tha cho cậu một mạng, nhưng không ngờ cậu lại chủ động tìm đến cái chết, giọng Khổng Hữu Đạo vang vọng khắp núi Vân Hà. Không, cháu muốn tự tay giết Tiêu Chính Văn. Lữ Nồng Quang như phát điên tức giận nói. Tiêu Chính Văn coi hắn như không hề tồn tại, điều này quả thật là sự sỉ nhục cực lớn với hắn. Nhưng hắn cũng bị cơn thịnh nộ làm choáng váng đầu óc nên không hề chú ý xung quanh. Tiêu Chính Văn dường như được một luồng khí tức vô hình bao phủ, không bị ảnh hưởng bởi trận pháp của hắn. Hơn nữa dù là nham thạch nóng chảy này hay mười mấy bóng đen cũng không thể tiếp cận được Tiêu Chính Văn. Nói thẳng ra trận pháp của hắn không có bất kỳ tác dụng gì với Tiêu Chính Văn, thế nên từ đầu đến cuối Tiêu Chính Văn không thèm xem hắn ra gì. Lúc này Lữ Đồng Quang mặc kệ mọi thứ vung kiếm lên chém về phía Tiêu Chính Văn, bất kể thế nào hắn cũng phải lấy lại thể diện trước mặt mọi người. Nhất là trước mặt nhà họ Bạch, hắn phải chứng minh mình mạnh hơn Tiêu Chính Văn rất nhiều. Xoẹt, kiếm quang lóe lên, ngay cả không gian xung quanh cũng bị chém làm đôi. Một kiếm mang theo uy lực ngút trời như thế bỗng chốc đánh về phía Tiêu Chính Văn. Không biết tự lượng sức. Tiêu Chính Văn thậm chí không nhìn lấy một cái đã vung tay đánh trả lại. Bốp, hư không dung chuyển, không chỉ uy lực của thanh kiếm đó, mà cả nham thạch nóng chảy vô tận cũng đánh ngược về phía Lữ Đồng Quang cùng một lúc. Thấy thế, Lữ Đồng Quang khiếp sợ mất hồn, hắn còn chưa kịp lánh người tránh đòn thì một bàn tay vô tình đã vươn ra từ một đầu khác trong không trung, siết lấy cổ Lữ Đồng Quang. Anh muốn giết tôi à? Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh đến cực điểm. Sát khí xung quanh toát ra. Ánh mắt lạnh như băng quá là đáng sợ, Lữ Đồng Quang có cảm tưởng như nhìn thấy biển máu núi xác trong đôi mắt sáng như sao trời đó, hắn hoảng sợ mấp máy môi nhưng không nói được dù chỉ một chữ. Theo lý hắn cũng là cao thủ cảnh giới nhân hoàng, không nên bị một đòn như thế đánh gục. Nhất là khi Tiêu Chính Văn mới chỉ ở cảnh giới nhân vương cấp 5 mà thôi. Nhưng kỳ lạ là bất kể là trận pháp hay những đòn phản kháng của hắn đều vô dụng trước mặt Tiêu Chính Văn. Cho đến lúc này hắn mới nhận ra cách biệt giữa hắn và Tiêu Chính Văn không phải là cảnh giới mà là sự cách biệt một trời một vực về tính lĩnh hội. Có thể dễ dàng hóa giải tất cả đòn tấn công của hắn như thể chỉ có một khả năng là Tiêu Chính Văn đã lĩnh hội được quy chân. Trước đó hắn vẫn luôn kiêu căng dù Tiêu Chính Văn có ở đây thì thế nào, nhưng bây giờ khi thật sự đối mặt với Tiêu Chính Văn, hắn mới hiểu hắn chẳng là cái dám gì so với Tiêu Chính Văn cả. Đây hệt như đang so sánh sự cách biệt cực lớn giữa một hạt cát và một tinh cầu vậy. Đèn điện sao có thể rực rỡ như ánh trăng, ai cũng có thể nói thế, nhưng thật sự làm được thì hắn mới nhận ra mình không thể so được với Tiêu Chính Văn. Thậm chí những phản kháng của hắn đều vô tác dụng khi ở trước mặt Tiêu Chính Văn. Cảm giác bất lực này thậm chí khiến hắn không có nổi một ý nghĩ phản kháng. Anh chẳng qua chỉ là một cao thủ với đầy thuốc này thuốc nọ mà thôi, cảnh giới nhân hoàng không chỉ là sự tích lũy sức mạnh và chân khí mà còn có cả lĩnh hội. Chân khí trong người anh vẫn chưa vững chắc mà cũng dám đánh với tôi à? Nói rồi ánh mắt Tiêu Chính Văn lóe lên ánh sáng, con dao quân đội năm cạnh định đâm vào Lữ Đồng Quang. Cùng lúc đó Khổng Hữu Đạo vung tay, một kiếm đâm về phía Tiêu Chính Văn. Đòn tấn công này nhanh như chớp, khí thế đáng kinh ngạc. Như thể ngay cả không trung vạn cổ cũng cảm nhận được uy lực của đòn tấn công này, tự động mở ra một khe hở từ trong vết nứt để mặc một kiếm này đâm về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày, ngay cả anh cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Sau đó vung tay lên, ném Lữ Đồng Quang từ trên cao xuống. Phụt, cùng lúc Tiêu Chính Văn lách người né đòn tấn công của Khổng Hữu Đạo, trước mặt Lữ Đồng Quang bỗng xuất hiện một luồng máu. Vừa rồi ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Chính Văn vẫn quyết định ra tay. Khoảnh khắc Lữ Đồng Quang sắp rơi xuống đất, con dao quân đội năm cạnh đâm thẳng vào ngực hắn. Nếu không nhờ Khổng Hữu Đạo lanh tay lẹ mắt thay đổi góc độ của kiếm đó làm lệch góc di chuyển của con dao quân đội năm cạnh thì lúc này Lữ Đồng Quang đã đầu lìa khỏi xác rồi. Đáng tiếc, để anh tránh được một đòn, Tiêu Chính Văn hơi ngạc nhiên nhìn Khổng Hữu Đạo. Tốc độ của con dao quân đội năm cạnh đâm về phía Lữ Đồng Quang nhanh đến mức nào cơ chứ? Thậm chí không thua kém gì tốc độ ánh sáng, nhưng vẫn bị một kiếm của Khổng Hữu Đạo đánh lệch hướng, chứng tỏ thực lực của Khổng Hữu Đạo cũng rất mạnh.
lúc này ngay cả người đến xem cũng đều sững sờ. Thực lực của Lữ Đồng Quang tuyệt đối không hề yếu kém, thậm chí có thể nói là khủng khiếp. Nhưng khi ở trước mặt Tiêu Chính Văn lại không có sức đánh trả, thậm chí không đỡ được dù chỉ một đòn tấn công, còn suýt nữa mất mạng. Lúc này mọi người mới hiểu tại sao ba chữ Tiêu Chính Văn lại có thể chấn động nửa đông vực như thế. Từ đó có thể thấy, uy danh của Tiêu Chính Văn không giống phải do mọi người đồn thổi giống đám người Lữ Đồng Quang, mà là dựa vào thực lực thật của bản thân. Càng khiến họ ngạc nhiên hơn là lúc này trên người Tiêu Chính Văn thế mà lại toát ra khí tức của rồng. Mặc dù khí tức của rồng đó nhạt đến mức gần như không cảm nhận được, nhưng khí tức của rồng nào có phải là thứ mà khí tức bình thường có thể so sánh được. Dù chỉ một chút thôi cũng có uy lực kiềm chế vạn vật thế gian có huyết mạch tự nhiên. Nhà họ Khổng gây họa cho thế tục, giờ cũng đến lúc tính toán với các ông rồi, ánh mắt Tiêu Chính Văn lóe lên sát khí, ngẩng đầu lên nhìn Khổng Hữu Đạo. Khổng Hữu Đạo thân là một trong bốn hộ vệ của nhà họ Khổng, thực lực rất mạnh. Dù là cao thủ ở cấp bậc như Tư Mã Lôi cũng không đỡ nổi một đòn của ông ta. Hơn nữa là bốn hộ vệ của nhà họ Khổng, Khổng Hữu Đạo có địa vị không thể thay thế ở nhà họ Khổng. Gửi lời khiêu khích đến Khổng Hữu Đạo đồng nghĩa với việc ra uy với cả nhà họ Khổng. Tính toán, tôi đã lâu lắm rồi chưa ra tay giết người, có lẽ thế tục và ngoài lãnh thổ đã quên mất sự tồn tại của tôi, vậy thì hôm nay tôi sẽ lấy máu của cậu để tế kiếm. Vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay Khổng Hữu Đạo tung ra vô vàn kiếm quang. Chỉ thoáng chốc, mây gió nổi lên, lưu quang luân chuyển. Ông ta mới là nhân vật thế hệ trước của nhà họ Khổng. Hơn nữa là nhân vật cổ đại đã đi theo Khổng Nhạc Chu du khắp các nước. Mặc dù không thể so được với các nhân vật tầm cỡ như Bạch Khởi, nhưng riêng kinh nghiệm chiến đấu của ông ta thôi cũng đã không phải là thứ mà các tiểu bối có thể so sánh. So với những lão tướng có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường, ngay cả cường giả thân chinh bách chiến như Tư Mã Lôi cũng chỉ là đóa hoa trong nhà kính mà thôi. Lúc này ngay cả người của Thiên Cung Bắc Cực cũng lùi về sau, sợ mình sẽ bị ảnh hưởng bởi trận chiến này. Người Cửu Thiên Huyền Nữ đã lùi ra ngoài vài trăm mét, hồi hộp xem trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Khổng Hữu Đạo. Mấy người võ học tư lại càng tỏ ra khiếp sợ, không dám tin Tiêu Chính Văn thế mà lại đánh nhau với Khổng Hữu Đạo chỉ vì nhà họ Khổng. Trận chiến này của hai người họ đã xác định sẽ được ghi vào sách sử, cũng chắc chắn là một trận sinh tử kinh thiên động địa nhất trong hàng ngàn năm trở lại đây. Vào lúc này, ánh sáng ngập trời, mà ánh mắt Khổng Hữu Đạo tỏa sáng như thần quang, xuyên thấu vạn dặm. Toàn bộ Vinh Thành đều run lên ngay khi ông ta phát ra sức mạnh kinh trời. Mặt đất dưới chân mọi người đều rung chuyển, dường như ngay cả núi và sông ở Vinh Thành cách bán kính trăm dặm đều trong bờ vực sụp đổ. Mặc dù chỉ với một ánh mắt, nhưng lại đủ để giết bất cứ ai dưới cảnh giới nhân hoàng. Vào giờ phút này, không những thế hệ trẻ có mặt ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả những thế hệ trước cũng lần lượt thở dài. Tiêu Chính Văn thờ ơ đứng trên khoảng không, bốn con rồng vây quanh với hơi thở mạnh mẽ, nhắm thẳng núi Vân Hà cách bán kính trăm dặm. Tiêu Chính Văn lúc này, giống như một vị thần giáng thế thật sự, không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi khí tượng kinh khủng đó. Ánh mắt của hai người họ chạm nhau trong hư không, trong nháy mắt xẹt ra vô số tia lửa, thậm chí ngay cả hư không cũng vỡ tan. Toàn bộ phía trên Vân Sơn, nổi lên cơn gió mạnh ngất trời. Sức mạnh kinh khủng lại càng khiến tất cả mọi người đều phải nín thở. Nhiều thế hệ trẻ đều nhìn về phía Tiêu Chính Văn với ánh mắt sùng bái. Phải biết rằng, người mà anh đối mặt chính là cường giả lâu đời của nhà họ Khổng, cho đến bây giờ, bọn họ mới hiểu ra, lý do tại sao ba chữ Tiêu Chính Văn lại gây chấn động cho toàn bộ Vinh Thành, thậm chí là một nửa đông vực. Tại sao nhà họ Bạch, nhà họ Vũ và các thế lực lớn khác lại lần lượt chấn động vì sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn? Đừng nói là thế hệ trẻ, ngay cả thế hệ trước, người có thể giao đấu với Khổng Hữu Đạo cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Giết, Khổng Hữu Đạo gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, cầm lấy thanh kiếm dài trong tay, xuyên thủng bầu trời. Một vầng sáng vàng phóng ra, lan tỏa khắp thế giới. Thanh kiếm dài ngay lập tức biến thành một thanh dao trời, dường như có thể cắt thế giới thành hai mảnh chỉ với một nhát kiếm. Khí tức kinh khủng ấy khiến tất cả mọi người đều phải rùng mình. Cậu Tiêu, cẩn thận, đó là một trong những tuyệt kỹ của nhà họ Khổng, chém thiên kiếm trận, cậu không được đụng vào nó. Lúc này, Vũ Thiên Nghiệp không khỏi ngẩng đầu, hét lên với Tiêu Chính Văn.
tuy rằng địa vị của ông ta ở nhà họ Vũ rất thấp, nhưng dù sao cũng xuất thân từ hoàng tộc, nên vẫn biết khá nhiều về những thế gia lớn nổi tiếng nhất. Đặc biệt là tuyệt kỹ của nhà họ Khổng thì lại càng có tiếng lâu đời ở vùng ngoài lãnh thổ. Vì vậy, Vũ Thiên Nghiệp sợ Tiêu Chính Văn sẽ chịu thua thiệt ở ngay hiệp đầu. Chém trời, trời đất này rộng lớn như vậy, làm sao có thể bị chém bởi một nhát kiếm của ông ta chứ? Tiêu Chính Văn cười nhạo, trong lúc anh giơ tay, một con rồng đỏ rực khổng lồ cũng giống lên theo. Gào, tiếng gầm vang lên kinh thiên động địa, khí thế Tiêu Chính Văn ngất trời, trong đôi mắt đầy ý chí chiến đấu. Trong nháy mắt, hai người đã đụng vào nhau trong không trung. Chỉ với một đòn, không khí xung quanh gần như bị rút sạch bởi hai luồng sức mạnh này. Trước mắt mọi người thậm chí có thể thấy được không gian bị biến dạng, ánh sáng vô cùng chói mắt thắp sáng cả bầu trời, dường như giữa trời và đất đã có thêm một mặt trời. Vô số đỉnh núi xung quanh, trong nháy mắt đã bị san bằng bởi sức ảnh hưởng của nó. Tất cả những người theo dõi trận chiến đều ở phía dưới đều lập tức đứng dậy và nhanh chóng chạy thoát. Ngay cả những người của Bắc Cực Thiên Cung và Cửu Thiên Huyền Nữ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tôi nhớ rõ một tháng trước, Tiêu Chính Văn vẫn chỉ là người bình thường ở cảnh giới nhân vương cấp 5 thôi mà. Nhưng, anh ta bây giờ, rõ ràng là có vấn đề. Hàn Hương Nhi vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chính Văn, thậm chí cô ta còn không dám tin vào mắt mình. Cô ta biết rõ hơn bất kỳ ai về sức mạnh của đòn vừa rồi, thật khó tin rằng Tiêu Chính Văn lại có thể đánh ngang sức với Khổng Hữu Đạo. Điều khiến cô ta không dám tin tưởng chính là Tiêu Chính Văn lại không hề bị thương chút nào sau khi đón lấy đòn chí mạng của Khổng Hữu Đạo. Tiêu Chính Văn lúc này còn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần so với lúc trước cô ta gặp anh. Yêu quái, ngoài từ này ra, Hàn Hương Nhi hoàn toàn không tìm được từ ngữ nào thích hợp để hình dung Tiêu Chính Văn nữa. Cậu, con người của Khổng Hữu Đạo hơi co lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn nói, quy chân. Cậu còn chưa tới 30 tuổi mà đã có thể lĩnh ngộ được quy chân ư. Có vẻ như trên người cậu thật sự có bí mật lớn. Trong lúc Khổng Hữu Đạo nói, đôi mắt ông ta lóe lên, trong lòng đang nghĩ đến kế hoạch khác. Nếu Tiêu Chính Văn không có truyền thừa rất đáng sợ, thì hoàn toàn không thể lĩnh ngộ được quy chân ở độ tuổi này được. Hai từ này trông có vẻ đơn giản, nhưng có nhiều người cả đời còn không được nhìn trộm đến cánh cửa quy chân. Còn Tiêu Chính Văn thì sao, anh không những nhìn trộm được cánh cửa, hơn nữa còn đang chiến đấu với ông ta bằng việc lĩnh ngộ quy chân. Khổng Hữu Đạo không khỏi mừng thầm trong lòng, chỉ cần bắt sống được Tiêu Chính Văn, buộc anh giao truyền thừa ra, thì bản thân ông ta có thể đạt tới đế cảnh trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, địa vị của ông ta ở nhà họ Khổng thậm chí là ở vùng ngoài lãnh thổ sẽ càng được nâng cao thêm một bước. Nghĩ đến đây, Khổng Hữu Đạo không khỏi phát ra tiếng cười gần ghê rợn. Với sức chiến đấu của cậu, e rằng ngay cả cao thủ của cảnh giới nhân hoàng cấp 2, cũng chưa chắc làm gì được cậu. Cậu thật sự khiến tôi quá bất ngờ, quá kinh ngạc rồi. Khổng Hữu Đạo lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, giọng của ông ta như tiếng sấm chấn động khắp nơi, khiến những người ở phía dưới đều hoa mắt chóng mặt một hồi. Nhiều người ngã xuống vì không chịu nổi áp lực, không ngừng cúi lạy Khổng Hữu Đạo. Loại nhân vật cổ xưa này thật sự rất kinh khủng, cho dù là một ánh mắt, hay một giọng nói cũng đều có thể khiến vô số người tan thành mây khói trong nháy mắt. Mà Tiêu Chính Văn vẫn dửng dưng nhìn về phía Khổng Hữu Đạo với vẻ mặt bình tĩnh, không hề có một chút căng thẳng nào, ngược lại còn tiến lên một bước, đi về phía Khổng Hữu Đạo. Kiếm đâu? Khổng Hữu Đạo vung tay lên, một thanh kiếm cũ kỹ chợt xuyên qua khoảng không, bay vào lòng bàn tay ông ta. Ông ta vốn cho rằng, với thực lực của ông ta, việc giết chết Tiêu Chính Văn chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng xem ra lúc này, muốn bắt sống Tiêu Chính Văn phải cần tốn rất nhiều sức lực. Vì vậy, vào lúc này ông ta đã sử dụng kiếm Nho Quân. Nghe nói thanh kiếm này được đại đệ tử của Khổng Khâu Tử Cống bảo quản trong lúc Khổng Khâu đi khắp nơi trên thế giới. Dẫu sao đó cũng là vật mà thánh nhân đã sử dụng hồi đó, cho nên, tuy rằng không thể so sánh với kiếm Tần Vương và cây giáo Bá Vương, nhưng cũng vượt xa hơn nhiều so với những binh khí lợi hại khác. Lúc này, trong ngôi nhà tổ tiên của nhà họ Khổng cách hơn vạn dặm, bức tượng Khổng Khâu đột nhiên nứt ra. Một bức điêu khắc hình kiếm bên cạnh lập tức vỡ nát. Ồ, kiếm Nho Quân, một ông lão nhìn thấy sự thay đổi bên trong sân, không khỏi cau mày nói, rốt cuộc là ai, lại có thể khiến Khổng Hữu Đạo sử dụng kiếm Nho Quân. Cùng lúc đó, ông lão quay người lại, nhìn về nơi xa xăm.
những người của nhà họ Khổng ở những nơi khác cũng lần lượt lộ ra vẻ hoảng sợ. Rốt cuộc là ai, lại buộc ông tổ dùng đến kiếm nho quân? Chẳng lẽ là cao thủ nhà họ Võ hay nhà họ Thắng ư? Chắc chắn không thể nào, gần đây hai nhà bọn họ rất khiêm tốn, hơn nữa, Thánh Huyết Đế Tuấn vẫn chưa kịp tiêu hóa, chắc chắn không thể khiêu chiến vào lúc này. Nhất thời, tất cả đệ tử của nhà họ Khổng đều bàn tán sôi nổi về chuyện này. Mặt trời và mặt trăng tỏa sáng, không ai được phép làm loạn. Khổng Hữu Đạo vừa nói, vừa cầm lấy kiếm nho quân, chém ra nhát nữa. Ánh kiếm đi đến đâu đều có ánh sáng hài hòa, muôn sắc muôn màu hòa vào ánh kiếm, dường như nhát kiếm này vô cùng thân thiện, không hề có sát khí. Nhưng Tiêu Chính Văn lại nhìn thấy rất rõ sức mạnh của nhát kiếm này, e rằng đủ để hủy diệt toàn bộ Vinh Thành. Nhát kiếm này đủ để giết chết tất cả sự sống trong bán kính vạn dặm. Đây chính là lẽ trời vốn vô tình, không có thiện hay ác, càng không có sát khí. Nhưng lại không nhân từ, xem vạn vật như con chó. Keng, một cây giáo bạc dài xuất hiện trong tay Tiêu Chính Văn. Xung quanh thân giáo phát ra từng luồng sáng trắng, vô cùng uy nghiêm và bá đạo. Hạng Vương, phía sau Tiêu Chính Văn hiện lên một hình bóng to lớn, đôi mắt như hổ, nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt vô cảm, chiếc áo choàng đỏ rực như lửa tung bay trong gió. Bá khí bảo vệ núi sông, một phát bắn vỡ trời. Hầu như tất cả mọi người ở phía dưới ngay khi vừa nhìn thấy hình bóng của Hạng Vũ đều đồng loạt quỳ xuống, gục đầu xuống đất, thậm chí còn không dám cử động. Keng, cây giáo bá vương phát ra tiếng vang, bắn ra như rồng, hơi thở rồng như thực chất hòa làm một với cây giáo bá vương. Phá, khi Tiêu Chính Văn đâm ngọn giáo ra, uyển chuyển như bá vương đích thân đến, khí thế kinh thiên động địa, rung chuyển cả vũ trụ. Chương 3668 giáo lao ra như rồng. Kiếm xé ngang bầu trời. Hai người còn chưa va chạm, mặt đất Vinh Thành đã xuất hiện từng khe nứt, ngay cả mặt đất cũng sắp không chịu nổi hai khí tức mạnh mẽ này nữa. Dọc theo dãy núi Vân Hà, lại nứt ra một khe lớn dài mấy trăm dặm. Vô số dân chúng Vinh Thành rơi thẳng xuống khe nứt, đây cũng chính là nguyên nhân thực sự Tiêu Chính Văn muốn chọn chiến trường ở vùng ngoài lãnh thổ. Nếu như ở thế tục, ít nhất nửa Hoa Quốc cũng sẽ xuất hiện thảm cảnh mặt đất nứt nẻ, sinh linh đổ than. Giờ phút này, bàn tay anh cầm cây giáo bá vương, đứng ngạo nghễ trên không, mũi giáo lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ngay sau đó, cây giáo lao nhanh đi. Choang, cây giáo bá vương và kiếm nho quân va chạm với nhau, giờ phút này, tất cả mọi người quỳ rạp dưới đất không khỏi run lẩy bẩy. Cây giáo bá vương và kiếm nho quân đều là thần binh thượng cổ thời Tiên Tần. Tất nhiên uy lực không thể khinh thường. Điều khiến Khổng Hữu Đạo giật mình là cho dù ở trong tay Quảng Lăng Tử, cây giáo bá vương cũng chưa từng thể hiện thần uy như vậy, nhưng đến tay Tiêu Chính Văn lại thật sự khác hẳn. Nhất là trong chớp mắt vừa nãy, ảo ảnh của Hạng Võ bá vương Tây Sở lại xuất hiện sau lưng Tiêu Chính Văn. Dĩ nhiên, ảnh ảo của bá vương cũng không thể tăng lên nửa điểm sức chiến đấu cho Tiêu Chính Văn, nhưng điều này lại mang ý nghĩa là được sự cho phép của bá vương Tây Sở. Hơn nữa còn là sự công nhận của cây giáo bá vương. Tiêu Chính Văn lấy được cây giáo bá vương mới mấy ngày chứ? Quảng Lăng Tử gần như đã dùng máu tươi của mình nuôi cây giáo bá vương hơn trăm năm. Sự chênh lệch này khiến người ta thầm sợ hãi. Rắc rắc, không chỉ là mặt đất nứt ra, cả bầu trời cũng bị chấn động xé toạc một góc. Uy lực của đòn này thật kinh thiên động địa, thậm chí còn khiến các thế lực đông vực chú ý đến. Đây quả thực y hệt thần tiên đánh nhau. Sao có thể không làm thế nhân chấn động? Rốt cuộc là ai đang dùng cây giáo bá vương? Chẳng lẽ nhà họ Hạng còn có con rơi sao? Mới vừa rồi trên bầu trời xuất hiện ảnh ảo bá vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lời nữ đế đã nói lúc trước sắp được xác minh sao? Mặc dù khoảng cách cực xa không thể thấy rõ chi tiết cụ thể trên chiến trường, nhưng chỉ sóng năng lượng đáng sợ kia cũng đủ để nói lên hết thảy. Chương 3669 cây giáo bá vương trở lại. Tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì đối với vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa, con cháu nhà họ Hạng đã bị chém chết hầu như không còn ai ở trận hơn mấy trăm năm trước, không thể nào còn sót lại được. Giờ khắc này, tất cả thế lực lớn đều tập trung sự chú ý về núi Vân Hà, cũng không ít người bay thẳng lên trời cao muốn thấy rõ kết quả. Ban đầu, tin tức Tiêu Chính Văn đi vào vùng ngoài lãnh thổ cũng không thu hút sự chú ý của quá nhiều thế lực, nhưng bởi trận chiến này, không ít người cũng bắt đầu chú ý hơn đến Tiêu Chính Văn. Thậm chí có không ít thế gia chưa bao giờ tiếp xúc với Tiêu Chính Văn,
giờ cũng liệt anh vào đối tượng quan sát chú ý số 1. Bởi vì trận chiến này đúng là quá kinh người, kiếm nho quân xuất thế thì đã đành, giờ một đòn đủ để hủy thiên diệt địa kia lại bị Tiêu Chính Văn đón đầu chính diện. Hừ, thằng nhãi Tiêu Chính Văn, tôi lại muốn xem thử cậu còn tiếp được mấy đòn nữa. Khổng Hữu Đạo cười khẩy, vung kiếm chém xuống lần nữa. Trong lòng ông ta biết rõ, ưu thế của mình là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đồng thời, cảnh giới cũng cao hơn Tiêu Chính Văn rất nhiều. Sự chênh lệch của cảnh giới cũng có thể dồn Tiêu Chính Văn vào chỗ chết. Dẫu sao Khổng Hữu Đạo sống mấy ngàn năm, trong mấy ngàn năm, sức mạnh của ông ta cùng với kinh nghiệm chiến đấu không ngừng tích lũy, đến nay đã đạt được con số vô cùng kinh khủng. Cho dù Tiêu Chính Văn có được truyền thừa thần bí, tính lĩnh ngộ hơn người, nhưng dù gì tuổi tác của anh cũng rành rành ra đó. Chưa tới 30 tuổi, anh lại có thể tích lũy được bao nhiêu chứ? Vì vậy, Tiêu Chính Văn có lợi ở tốc độ chiến đấu, còn ông ta vừa khéo lại ngược lại. Cheng cheng cheng, lập tức, vòm trời nổ tung, ánh lửa văng khắp nơi. Trong nháy mắt, Tiêu Chính Văn lại đánh với Khổng Hữu Đạo hơn 10 chiêu. Cứ đánh tiếp như vậy, chỉ sợ Vinh Thành sẽ không tồn tại nữa. Không ít người bắt đầu lo lắng. Dường như mỗi một đòn đều hủy diệt cả vùng núi rừng rộng lớn cùng nhà cửa của Vinh Thành, trong nháy mắt vô số sinh linh hóa thành máu. Mọi người vừa thán phục chiến lực kinh khủng của hai người Tiêu Chính Văn và Khổng Hữu Đạo đồng thời cũng lo lắng cho Vinh Thành, và mạng sống của bản thân. Dẫu sao bọn họ không thể rời khỏi Vinh Thành, tất nhiên sẽ bị hủy diệt cùng Vinh Thành. Giờ phút này, Lữ Đồng Quang trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đang chiến đấu say sưa trên không trung. Cuối cùng hắn đã hiểu rõ, tại sao Tư Mã Lôi lại bị chém, đám người Khổng Tề Thiên chạy trốn khắp nơi rồi. Tiêu Chính Văn nhất định chính là một tên yêu quái. Anh mới bao nhiêu tuổi chứ? Lại có thể chiến đấu với nhân vật đời trước như Khổng Hữu Đạo. Chương 3670 nếu như người khác thì chính là tìm đến cái chết. Nhưng Tiêu Chính Văn và Khổng Hữu Đạo đã đánh không dưới trăm chiêu, Tiêu Chính Văn lại không hề bị thương chút nào, điều này quả thực không ai chấp nhận được. Tiêu Chính Văn thật sự chỉ có hai mươi mấy tuổi thôi sao? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Nếu như là thật, vậy cậu ta mới là kỳ tài tự cổ chí kim. Không ít người cũng cảm thán. Giờ phút này, trong sân vườn nhà họ Bạch, một người đàn ông trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, nhìn xa xa về phía Vinh Thành, khẽ gật đầu nói, không tệ. Đánh đến bây giờ, chỉ xem ai trong bọn họ có thể chiếm được thế càn khôn. Bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi, một cô gái đẹp như tiên che miệng cười nói, nếu như bị Tiêu Chính Văn giết chết thì mặt mũi nhà họ Khổng đúng là mất sạch sẽ rồi. Người đàn ông trẻ tuổi cười nhạt nói, mặc dù không biết kết cục trận chiến giữa hai người họ, nhưng Khổng Hữu Đạo đã không có phần thắng nữa rồi. Ồ, cô gái tuyệt sắc không khỏi nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Cảnh giới của ông ta cao hơn Tiêu Chính Văn rất nhiều, lợi ở tốc chiến, mà không phải là liều mạng. Nhưng ông ta sai ở chỗ cho rằng mình có căn cơ tích lũy ngàn năm, ắt sẽ mạnh hơn Tiêu Chính Văn. Trên thực tế, đối với người hiểu được quy chân, tích lũy trước đó không có tác dụng gì, phải tốc chiến tốc thắng không từ thủ đoạn nào, đây mới là thượng sách. Kéo dài càng lâu, ngược lại càng bất lợi đối với ông ta. Nghe người đàn ông trẻ tuổi nói xong, cô gái xinh đẹp chợt nhìn về phía hơn vạn dặm bên ngoài Vinh Thành, trong đôi mắt xinh đẹp toát ra vẻ kinh ngạc. Sự thật cũng đúng như lời người đàn ông trẻ tuổi nói, với Tiêu Chính Văn, cái gọi là sức mạnh thật ra chẳng qua chỉ là mượn ngoại lực mà thôi. Nhưng cơ thể con người vốn đã hàm chứa cả đất trời. Bất kể sức mạnh ra sao cũng không thể nào lay chuyển đất trời này được. Vì vậy, thứ mà Khổng Hữu Đạo tự cho là phương pháp thất thắng, trước mặt Tiêu Chính Văn chỉ là một trò cười mà thôi. Bất kể Tiêu Chính Văn trước đây thế nào, nhưng trải qua trận chiến này, ngày sau ắt sẽ nổi danh khắp cả vùng ngoài lãnh thổ. Trước kia cậu ta cũng không phải là hạng người vô danh, chẳng qua vùng ngoài lãnh thổ luôn coi thường cậu ta thôi. Theo tôi biết, ngay cả đế vương các và nhà họ Tư Mã đều chịu thua thiệt rất nhiều trong tay cậu ta. Hai, e rằng vùng ngoài lãnh thổ lại sắp có biến không nhỏ rồi. Chương 3671 trong lúc nhất thời, trên mặt không ít người đều lộ rõ sự lo lắng. Vốn các phe vùng ngoài lãnh thổ muốn chuyển chiến trường đến thế tục, nhưng đột nhiên Tiêu Chính Văn xuất hiện ngang trời, khiến cho kế hoạch của họ trở nên vô cùng xa vời. Giờ phút này, tay Tiêu Chính Văn vung cây giáo bá vương như rồng, cây giáo đâm ra nhanh như một phát súng, thật sự giống như bá vương còn sống trên đời.
Khổng Hữu Đạo lại dần dần rơi vào thế yếu, bất kể là tốc độ hay lực đạo ra chiêu cũng chênh lệch khá xa so với trước. Giờ phút này, chỉ cần Tiêu Chính Văn có thể xông thẳng về phía trước, khống chế thế tấn công của Khổng Hữu Đạo thì đánh bại Khổng Hữu Đạo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thương Long rời biển, khí thế của Tiêu Chính Văn đột nhiên biến đổi, cây giáo bá vương cũng giống như có sức sống trở lại, như một con rồng bạc liên tục tạo ra những cú công kích chí mạng về phía Khổng Hữu Đạo. Khổng Hữu Đạo thất bại rồi, người đàn ông trẻ tuổi nhà họ Bạch mở miệng nói nhỏ. Giờ phút này, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, như vậy tiếp theo e rằng ngay cả chống đỡ cũng là một hy vọng xa vời đối với Khổng Hữu Đạo. Thay vì nói Tiêu Chính Văn thắng ở chiêu thức hoặc trận pháp, chỉ bằng nói Tiêu Chính Văn thắng ở một chữ thế. Loại thế này chính là thế của đất trời, còn là thế của khí vận. Một khi có được loại thế này, mỗi một chiêu cũng sẽ giống như rời núi lấp biển, thế như trẻ tre. Mày, chịu chết đi. Dường như Khổng Hữu Đạo cũng cảm thấy Tiêu Chính Văn rất khác ban đầu, giờ phút này, thế không đứng về phía ông ta, ngược lại là Tiêu Chính Văn càng lúc càng có khí thế chuyển rời núi sông. Cứ thế này, đừng nói bắt sống Tiêu Chính Văn, mà ngay cả tính mạng ông ta cũng sẽ khó giữ được. Nghĩ tới đây, đột nhiên khí tức Khổng Hữu Đạo dâng cao lần nữa, tay ông ta giơ kiếm chém xuống. Sống chết vốn dĩ luân hồi, đất trời này sao có thể để cho ông tùy ý làm loạn. Nho quân, thế gian này trước nay không có nho, lại càng không nên có nho quân, Tiêu Chính Văn cười nhạt, giơ tay lên đâm cây giáo chấn động đất trời. Hai sức mạnh va chạm vào nhau, sau một âm thanh lớn kinh thiên động địa, tình thế của cây giáo bá vương rõ ràng đã áp đảo kiếm nho quân một bậc. Vào lúc này, cây giáo bá vương hơi rung lắc, một luồng khí thế hào hùng không ngừng tỏa ra. Trong lòng Khổng Hữu Đạo vô cùng chấn động, uy lực của cây giáo bá vương quá mạnh, kiếm nho quân căn bản không thể đọ sức với nó được. Cộng thêm luồng khí tức của rồng trong cơ thể Tiêu Chính Văn càng khiến cho uy lực của cây giáo bá vương đã tăng lên gấp bội. Thậm chí ngay cả tay của Khổng Hữu Đạo cũng bị nứt ra, kiếm nho quân lập tức tuột khỏi tay, quét ra một đường vòng cung lạnh lẽo bi thảm trên bầu trời. Tiêu Chính Văn, hôm nay có chiến đấu đến chết tôi cũng phải kéo cậu theo. Tiếng gào của Khổng Hữu Đạo vô cùng cuồng loạn. Chương 3672 vốn dĩ ông ta đã bị thương rất nặng, lúc này chỉ có thể phát huy được 40% thực lực, nhưng cho dù như vậy, ông ta cũng không cam lòng bị một tên tiểu bối như Tiêu Chính Văn đánh bại trước mặt mọi người. Cho dù có chết, ông ta cũng sẽ cố hết sức mình để kéo Tiêu Chính Văn cùng xuống địa ngục. Nếu người mà Tiêu Chính Văn đối mặt với chỉ là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1 cấp 2, e rằng vào lúc này ông ta đã chết dưới mũi giáo bá vương rồi. Nhưng dù sao Khổng Hữu Đạo cũng là cao thủ nhân hoàng cấp 5, cho dù không thể phát huy hết sức chiến đấu, nhưng tuyệt đối cũng không phải là người mà cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2 có thể so sánh được. Dù gì trong cảnh giới nhân hoàng, sự cách biệt giữa mỗi một cấp đều như một rãnh trời, tuyệt đối không phải là thứ mà cảnh giới nhân vương có thể tưởng tượng. Nhưng ngay cả như vậy, Khổng Hữu Đạo lúc này vẫn cảm thấy bất lực. Nếu không bày ra chiêu thức liều mạng, lật ra tất cả những con át chủ bài, căn bản không thể làm gì được Tiêu Chính Văn. Giờ phút này, Tiêu Chính Văn khí thế ngút trời, vung tay lên lại là một đòn cái thế, ngang tàng đánh qua. Nhìn thấy một giáo của Tiêu Chính Văn đâm đến, Khổng Hữu Đạo gào lên một tiếng, kiếm nho quân một lần nữa lại bay về tay ông ta, cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội từ lòng bàn tay. Khổng Hữu Đạo vung kiếm nghênh đón cây giáo bá vương. Rắc, một âm thanh lanh lảnh không gì sánh được truyền đến, Khổng Hữu Đạo chỉ cảm thấy mình như bị một ngôi sao băng nhỏ đập vào lồng ngực, bay thẳng ra ngoài. Mà kiếm nho quân trong tay ông ta cũng bị gãy nát trong nháy mắt, gãy thành vô số mảnh, từ trên không trung rơi xuống tán loạn. Cái gì? Khổng Hữu Đạo ngơ ngác nhìn mảnh kiếm nho quân duy nhất còn sót lại trong tay, trong lòng run lên không ngừng. Đây là thanh trường kiếm mà năm đó Khổng Khưu đã sử dụng, mặc dù không thể so sánh với những thần khí thượng cổ như cây giáo bá vương hay kiếm tần vương, nhưng cũng chỉ thua kém một bậc mà thôi. Chỉ một nhát giáo của Tiêu Chính Văn đâm qua lại khiến kiếm nho quân gãy rời. Vụt, cây giáo bá vương chỉ dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục đâm đến. Tiêu Chính Văn vùng giáo khí thế như rồng, thế tiến công vô cùng lạnh lùng, hơn nữa bất cứ ai có mắt tinh tường đều có thể nhìn ra rằng, cho đến bây giờ, Tiêu Chính Văn còn chưa dốc hết toàn lực mà vẫn còn có không gian để thăng cấp. Phù, vai của Khổng Hữu Đạo nở ra một bông sen máu. Á, cùng với tiếng hét thảm truyền đến, cơ thể của Khổng Hữu Đạo rơi thẳng xuống đất. Lúc này,
mọi người xung quanh hoàn toàn sững sờ. Chương 3673 rốt cuộc Tiêu Chính Văn là người thế nào vậy? Cho dù Khổng Hữu Đạo đang bị thương, cũng không thể thua một hậu bối cảnh giới nhân vương được. Kiếm Nho Quân cũng bị đánh gãy rồi, đây, đây quả là một kỳ tích. Không ít người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Kiếm Nho Quân đấy, chưa kể, Khổng Hữu Đạo còn là một cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5. Cho dù có bị thương nhưng Kiếm Nho Quân cũng đủ để bù đắp cho vết thương của ông ta. Nhưng thực tế lại là Khổng Hữu Đạo đã thất bại thảm hại, còn bị Tiêu Chính Văn đâm vào vai. Muốn đả thương một cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5, sao có thể dễ dàng như vậy được? Khi đạt đến cảnh giới nhân hoàng, mỗi một lần thăng cấp, sức mạnh thể chất sẽ tăng lên một cấp độ cao hơn, hơn nữa sức chống đỡ cũng tăng thêm biết bao nhiêu lần. Ngay cả khi Khổng Hữu Đạo đứng đó và không đánh trả, những người có mặt ở đó có ra tay thế nào cũng không thể làm ông ta bị thương một cọng lông. Đánh gãy Kiếm Nho Quân của tôi, hôm nay cậu nhất định phải chết. Giết, đến nước này, Khổng Hữu Đạo đã không còn lối thoát, dù ông ta có quay về nhà họ Khổng thì tội danh hủy hoại Kiếm Nho Quân cũng đủ lấy mạng ông ta rồi. Hôm nay, cho dù như thế nào đi nữa, ông ta cũng chỉ có thể cùng chết với Tiêu Chính Văn. Khổng Hữu Đạo tay không tấc sắt, vô cùng điên cuồng, đòn tấn công của ông ta lạnh lùng hơn trước mấy phần. Mặc dù Tiêu Chính Văn luôn chiếm ưu thế nhưng cũng bị Khổng Hữu Đạo đẩy lùi mấy bước. Đây cũng là điểm đáng sợ của những người tiền bối này. Nếu đổi lại là lứa thanh niên trẻ tuổi, đừng nói đến việc phản công, ngay cả chống đỡ cũng e rằng còn khó. Khổng Hữu Đạo quả nhiên không đơn giản, rõ ràng đã định sẵn thế thua mà vẫn có thể đánh ra những đòn tấn công lạnh lùng như vậy, không hổ là một trong bốn đại hộ vệ của nhà họ Khổng. Người nhà họ Khổng, tuyệt đối không được coi thường. Với tình hình hiện tại, ai thắng ai thua e rằng vẫn chưa biết được. Cho dù cuối cùng Tiêu Chính Văn có bị đánh bại thì cũng nhất định sẽ trở thành vị trí số một trong thế hệ trẻ tuổi. Lúc này, toàn thân Khổng Hữu Đạo lóe sáng, hai mắt chứa đầy ánh sáng vàng, xung quanh người được bao bọc bởi một tầng ánh sáng vàng. Cậu cho rằng không có Kiếm Nho Quân thì tôi nhất định sẽ thua sao? Khổng Hữu Đạo tôi, cả đời này đã trải qua biết bao trận đại chiến kinh hoàng. Cũng đã trải qua nhiều trận chiến không thuận ý, đâu phải là người mà một tiểu bối của giới thế tục như cậu có thể tưởng tượng được. Cho dù cậu có tài năng thiên bẩm, trước mặt lão già này, căn bản cũng không đáng để nói đến. Trận chiến hôm nay sẽ là trận chiến cuối cùng của đời cậu. Tôi có liều cái mạng già này cũng nhất định sẽ khiến cậu tan xác. Chương 3674 Khổng Hữu Đạo lao về phía Tiêu Chính Văn như kẻ điên, hơn nữa còn sử dụng những chiêu thức vô cùng liều mạng. Vào lúc này, bất kể trận pháp hay chiêu thức nào cũng đều trở thành vật trang trí, trong con mắt của Khổng Hữu Đạo chỉ có lửa giận, trong lòng chỉ muốn liều chết với Tiêu Chính Văn. Ngay cả người nhà họ Võ cũng phải đổ mồ hôi thay cho Tiêu Chính Văn, đánh đến bây giờ, tình hình đã hoàn toàn khác rồi. Khổng Hữu Đạo chỉ muốn dùng mạng đổi mạng, trong tình thế này, tất cả những lợi thế mà Tiêu Chính Văn có trước đó đều bay sạch trong nháy mắt. Nếu không thể áp chế đòn tấn công của Khổng Hữu Đạo, Tiêu Chính Văn sẽ khó thoát khỏi cái chết. Chỉ cần Tiêu Chính Văn có chuyện bất trắc gì, cả nhà bọn họ đều phải bị chôn cùng. Liều mình rồi à, Tiêu Chính Văn cười khẩy nhưng không hề để tâm. Có lẽ, trong mắt người ngoài, cuộc tấn công điên cuồng của Khổng Hữu Đạo có thể khiến Tiêu Chính Văn bối rối trong lòng. Nhưng đối với Tiêu Chính Văn mà nói, Khổng Hữu Đạo càng không có tổ chức thì sẽ thua càng nhanh và càng thảm hơn. Với cảnh giới hiện giờ của ông, cho dù có liều mình cũng có thể làm được gì. Xem ra, đến bây giờ ông cũng hiểu, căn bản không thể nhìn ra được rốt cuộc sự chênh lệch giữa chúng ta nằm ở đâu. Giọng điệu của Tiêu Chính Văn vô cùng bình thản, khí thế giống như không hề ngạc nhiên khi Thái Sơn sụp đổ trước mặt. Nhưng ngay khi giọng nói của Tiêu Chính Văn vừa dứt, mọi người có mặt đều hoàn toàn ngây ngốc. Với cảnh giới của Khổng Hữu Đạo, liều mạng có thể làm được gì? Ông ta là cao thủ nhân hoàng cấp 5 đấy. Chỉ có điều, bọn họ sao có thể hiểu được? Cấp bậc quy chân này đã không thể dùng cảnh giới để so sánh được nữa. Nói cách khác, cho dù cảnh giới của Tiêu Chính Văn thấp hơn nhiều so với Khổng Hữu Đạo, nhưng quy chân đã không còn tồn tại cảnh giới nữa rồi. Chỉ cần Tiêu Chính Văn sẵn lòng, anh có thể đột phá cảnh giới nhân vương, một bước lên cảnh giới nhân hoàng bất cứ lúc nào. Nó giống như một ngọn cỏ nhỏ, cho dù mọc cao đến đâu cũng không bao giờ có thể so sánh được với một ngọn cây cao chót vót. Cho dù đó là tầm nhìn hay trình độ của ông ta thì mãi mãi sẽ luôn bị cây cao chót vót đè bẹp. So sánh như vậy,
Tiêu Chính Văn chính là cây cao chót vót kia, còn Khổng Hữu Đạo chỉ là ngọn cỏ. Chênh lệch, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu chọc tức những cường giả cảnh giới nhân hoàng, Khổng Hữu Đạo gào lên rung trời, khí thế bừng bừng. Nhưng tất cả những điều này, dưới con mắt của Tiêu Chính Văn, chẳng qua chỉ là một màn biểu diễn chú hề nhảy nhót mà thôi. Ông sẽ không bao giờ hiểu được thế nào gọi là quy chân, ánh mắt Tiêu Chính Văn chuyển động, khí tức đột nhiên dâng cao, trong nháy mắt một tia khí tức hoàng đế dày đặc tỏa khắp cơ thể anh. Chương 3675 đó chính là khí tức chỉ có ở cường giả cảnh giới nhân hoàng, cũng được gọi là khí tức hoàng đế. Nhưng chỉ mới một giây trước, Tiêu Chính Văn còn là cảnh giới nhân vương cấp 5, sao có thể liên tiếp đột phá 5 bậc cảnh giới để đạt đến cảnh giới nhân hoàng trong nháy mắt như vậy? Chuyện này không thể, liên tiếp đột phá 5 bậc cảnh giới, hơn nữa còn chỉ trong nháy mắt. Tiêu Chính Văn, người này đúng là thâm sâu khó lường. Đám đông đang theo dõi bên dưới phát ra những tiếng kinh ngạc. Tiêu Chính Văn liếc nhìn dáng vẻ của mọi người rồi dửng dưng nhìn về phía Khổng Hữu Đạo, trên đời này, mỗi cây mỗi hoa đều bình đẳng. Mặt trời và mặt trăng luân phiên nhau, đều biến đổi bình đẳng. Cảnh giới nhân hoàng cũng được. Cảnh giới binh vương cũng chả sao, vũ trụ bao la, thiên địa luân chuyển, tất cả đều mang ý nghĩa bình đẳng, vốn không phân biệt cao thấp. Đây chính là đạo, lời nói của Tiêu Chính Văn khiến cho tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Bởi vì đây không chỉ là cảnh giới của võ đạo, mà còn là cảnh giới của tâm đạo. Cảnh giới võ đạo thì dễ mà cảnh giới tâm đạo thì khó, đây mới đúng là chân lý bất di bất dịch, một khi lĩnh ngộ được cảnh giới tâm đạo, cảnh giới võ đạo có thể một bước lên mây. Tiêu Chính Văn, cậu hà cớ gì phải đối đầu đến chết với nhà họ Khổng bọn tôi, nếu cậu bắt tay với nhà họ Khổng thì cho dù là vùng ngoài lãnh thổ hay giới thế tục cũng đều nằm dưới chân chúng ta. Khổng Hữu Đạo đột nhiên lên tiếng thuyết phục. Nói nhiều như thế chẳng qua là ông đang cố gắng giữ mạng sống mà thôi, nhà họ Khổng đã từng giữ chữ tín chưa, giọng nói Tiêu Chính Văn vừa dứt, cây giáo lại đâm ra lần nữa. Tiêu Chính Văn, cậu muốn giết tôi sao? Tiêu Chính Văn đâm xuyên qua bụng dưới Khổng Hữu Đạo, Khổng Hữu Đạo khiếp sợ nhìn Tiêu Chính Văn, bụng dưới của ông ta xuất hiện một lỗ máu. Giết ông thì sao, ông không phải là người nhà họ Khổng đầu tiên chết trong tay tôi, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Tiêu Chính Văn cười khẩy, sau đó lại đâm thêm một nhát giáo. Phụt, lại thêm một lỗ máu, Khổng Hữu Đạo nhìn hai vết máu trên người mình, chỉ cảm thấy cái chết đã cận kề. Không để Khổng Hữu Đạo hoàn hồn, Tiêu Chính Văn giơ tay lên cho ông ta một đấm khiến Khổng Hữu Đạo rơi từ trên cao xuống, sau đó một chiếc giày da dẫm lên gương mặt đầy vẻ hoảng sợ của Khổng Hữu Đạo. Bắt sống tôi, ông cũng xứng sao, nói rồi Tiêu Chính Văn nhấc chân lên rồi đạp lên ngực Khổng Hữu Đạo. Rắc, tiếng xương gãy vang lên, Khổng Hữu Đạo đau đớn trợn to mắt. Chương 3676 mặc dù cơ thể của cao thủ cảnh giới nhân hoàng khá mạnh nhưng không phải không có cảm giác đau, lúc này Khổng Hữu Đạo cũng bị đau dữ dội như người bình thường. Sau mấy âm thanh đó, Khổng Hữu Đạo đã như một đống thịt nhão, nằm yên bất động. Nhưng đôi mắt ông ta tràn đầy sự thù hận, còn hung ác nhìn Tiêu Chính Văn. Người nhà họ Khổng cũng chỉ có thế thôi, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nhìn Khổng Hữu Đạo nằm dưới đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy tê cả da đầu. Đó là một trong bốn hộ vệ của nhà họ Khổng đấy. Trước tiên không nói đến thân phận của ông ta thì với thực lực là cảnh giới nhân hoàng cấp 5 của ông ta cũng không phải là thứ người thường có thể sánh bằng. Thông thường nếu không phải là cảnh giới cao hơn Khổng Hữu Đạo một hai bậc thì không thể nào đánh ông ta đến mức thảm hại như thế. Dù là cùng cảnh giới, cùng lắm cũng chỉ có thể lấy mạng ông ta mà thôi. Không ai dám nghĩ cơ thể ông ta lại thảm hại thành một đống thịt nhão như vậy. Lúc này Tiêu Chính Văn kiêu ngạo đứng đó, một chân vẫn còn dẫm lên mặt Khổng Hữu Đạo, bình thản nhìn mọi người xung quanh. Cảnh tượng này đã đủ uy hiếp mọi người rồi. Còn mấy thiên tài tự phong danh cho mình, con cưng của trời, có người nào dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chính Văn không? Có ai còn dám tự xưng là nhân tài xuất chúng không? Ngay cả Võ Tinh Nhi cũng không biết lớn hơn Tiêu Chính Văn bao nhiêu tuổi, nhưng xét về thực lực, họ thậm chí còn không bằng ngón tay út của Tiêu Chính Văn nữa kìa. So về khí thế, ai lại dám đi khiêu khích với cao thủ cảnh giới nhân hoàng thế hệ trước như Tiêu Chính Văn, thậm chí đuổi giết đến cùng với người nhà họ Khổng. Dù đứng trước mặt họ là đời sau của nhà họ Khổng,
nhưng chỉ với mấy chữ nhà họ Khổng thôi cũng đủ khiến họ quắp đuôi tha thiết xin tha rồi. Còn Tiêu Chính Văn thì sao? Ngay cả con cháu gia tộc hoàng tộc như Tư Mã Lôi mà cũng bị Tiêu Chính Văn một kiếm đâm chết chứ đừng nói đến người nhà họ Khổng. Quảng Lăng Tử ra sao? Không phải là cây giáo bá vương của hắn cũng trở thành vũ khí trong tay Tiêu Chính Văn rồi đó sao? Lúc này Võ Học Tư cũng hiểu tại sao Tiêu Chính Văn trưởng thành trong thế tục mà lại có thể trở thành cường giả thật sự có thể đe dọa đến các cao thủ ở ngoài lãnh thổ. Tại sao Tiêu Chính Văn có thể trở thành đối tượng mà cả thế tục ngưỡng mộ? Thế nên so với anh ta, các thiên tài, con cưng của trời ở ngoài lãnh thổ như một trò cười. Lúc này anh ta thầm thề rằng mình nhất định phải trở thành người như Tiêu Chính Văn. Chương 3677 cậu Tiêu, nhà họ Võ tôi luôn biết ơn cứu mạng của cậu, nếu sau này cậu có việc cần nhà họ Võ giúp thì dù chúng tôi có xuống biển lửa, lên núi đao cũng sẽ cố gắng đền đáp ơn nghĩa của cậu Tiêu. Lúc này thắng thua đã định, Võ Thiên Nghiệp đứng lên chắp tay lại với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ khẽ gật đầu, anh cũng chỉ tiện tay giúp nhà họ Võ mà thôi, mục đích anh đến ngoài lãnh thổ lần này là muốn làm cho các gia tộc ở ngoài lãnh thổ như nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã phải kiêng dè. Hơn nữa muốn chuyển chiến tranh từ thế tục đến ngoài lãnh thổ. Đúng lúc này một ông lão áo trắng đi mây bước đến, cũng chính lúc này ông lão áo trắng trầm giọng nói, đại tài đế cảnh truyền lời. Không thể giết Khổng Hữu Đạo. Nói rồi ông lão đi đến gần hơn, chỉ vào Khổng Hữu Đạo đã như một đống thịt nhão nhắc lại lần nữa, Tiêu Chính Văn, đại tài đế cảnh đã nói không được giết người này. Thấy ông lão áo trắng, Bạch Ngọc Trinh cau mày nói, Trương Cảnh Nhạc. Sao ông ta cũng xen vào chuyện này? Trương Cảnh Nhạc vốn dĩ đã đứng về phía nhà họ Khổng, dĩ nhiên sẽ nghĩ mọi cách để bảo vệ tính mạng của Khổng Hữu Đạo, người đàn ông trẻ tuổi nhà họ Bạch lạnh lùng nói. Không biết Tiêu Chính Văn sẽ làm thế nào, Bạch Ngọc Trinh cau mày, không cam lòng nói. Theo lý với tình hình hiện tại của Tiêu Chính Văn, tuyệt đối không thể làm trái lệnh của đại tài đế cảnh. Dù sao Tiêu Chính Văn một là không có chỗ chống lưng, hai là không có thế lực, đắc tội với đại tài đế cảnh chỉ có một con đường chết. Thôi xong, Võ Học Tư vô thức thốt lên. Đại tài đế cảnh mà Trương Cảnh Nhạc nói chắc chắn là người nhà họ Khổng. Cao thủ đế cảnh cho dù ở trong bất kỳ gia tộc nào cũng có địa vị cực cao. Điều này cũng đại diện cho ý của nhà họ Khổng, cả vùng ngoài lãnh thổ ai mà dám công khai đối lập với nhà họ Khổng. Hơn nữa người đại diện nhà họ Khổng đến đây còn là Trương Cảnh Nhạc trong gia tộc Y Dược. Điều này không khác gì đang gây áp lực gấp đôi cho Tiêu Chính Văn. Nếu Tiêu Chính Văn không chịu thả người, thì không chỉ không nể mặt nhà họ Khổng, mà cũng đắc tội với cả gia tộc Y Dược. Đắc tội với người trong gia tộc Y Dược thì sau này Tiêu Chính Văn khó có chỗ đứng ở ngoài lãnh thổ. Dù sao bất kể là gia tộc hay tông môn cũng không tách khỏi gia tộc Y Dược được, suy cho cùng không ai có thể dám chắc mình sẽ không bị thương, sẽ không cầu xin gia tộc Y Dược giúp đỡ. Tiêu Chính Văn quay sang nhìn Trương Cảnh Nhạc nói, ồ, không thể giết Khổng Hữu Đạo, con người tôi trước giờ đều rất biết đạo lý, nếu các ông nói tôi tha cho ông ta một mạng thì tôi muốn hỏi một câu. Lúc ông ta ra tay đánh tôi, các ông đang ở đâu? Lẽ nào ông ta có thể giết tôi nhưng tôi lại không thể động vào ông ta? Chương 3678 Trương Cảnh Nhạc cứ nghĩ Tiêu Chính Văn sẽ chịu thua trước mình và nhà họ Khổng, dù sao chỉ cần tha cho Khổng Hữu Đạo đồng nghĩa với việc nể mặt nhà họ Khổng, với sức chiến đấu bây giờ của Tiêu Chính Văn, mọi người đều có thể nhìn ra tiềm năng của anh. Cao thủ đế cảnh nhà họ Khổng chỉ bảo ông ta đến chuyển lời. Không đích thân ra tay với Tiêu Chính Văn, điều này đã truyền đi một tín hiệu muốn chiêu mộ Tiêu Chính Văn. Chỉ cần Tiêu Chính Văn là người thông minh thì nên biết rõ bây giờ tha cho Khổng Hữu Đạo, có thể dựa vào cây cao nhà họ Khổng, đồng thời còn có thể kết nối với người gia tộc Y Dược, đây chỉ có lợi chứ không có hại với Tiêu Chính Văn. Nhưng ông ta không ngờ Tiêu Chính Văn lại chất vấn ngược lại ông ta. Trương Cảnh Nhạc sầm mặt nhìn Tiêu Chính Văn, trầm giọng nói, Tiêu Chính Văn. Cậu phải biết rõ nhà họ Khổng chỉ muốn duy trì trật tự của ngoài lãnh thổ. Hơn nữa bất kể ai đúng ai sai, phải lấy đạo lý tôn sư trọng đạo làm trọng chứ. Dù sao với vai vế của Khổng Hữu Đạo, cho dù cậu hay tôi cũng phải gọi ông ta một tiếng tiền bối. Chỉ thế thôi, nếu cậu giết Khổng Hữu Đạo tức là đang ức hiếp sư tôn, tiêu diệt tông môn, không kính trọng tiền bối, đây là điều cấm kỵ ở ngoài lãnh thổ. Huống gì bây giờ cậu chưa bị thương? Thậm chí có thể nói là không hề hấn gì,
sao lại phải đuổi cùng giết tận tiền bối Khổng? Ồ, ý ông là tôi không thể giết Khổng Hữu Đạo mà ngược lại phải tạ lỗi với ông ta à? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Trương Cảnh Nhạc, trầm giọng hỏi. Bất kể chuyện gì đều phải ưu tiên chữ lễ, tôn trọng sư đạo, tôn trọng tiền bối, đây là giới hạn đạo đức mà một người tập võ phải tuân thủ trước. Lẽ nào cậu không hiểu đạo đức võ thuật sao? Trương Cảnh Nhạc lạnh lùng nói. Ồ, tôn trọng chữ lễ, nếu đây là chữ lễ thì tôi thà dẫm đạp nó dưới chân. Tiêu Chính Văn không nhượng bộ nói. Tiêu Chính Văn, đây là vùng ngoài lãnh thổ, cậu tưởng là thế tục sao? Nếu cậu không tha, không để ông ta nói hết câu, Tiêu Chính Văn bỗng giơ tay lên. Bốp, tốc độ ra đòn của Tiêu Chính Văn quá nhanh, đến nỗi Trương Cảnh Nhạc cũng không thể nhìn rõ anh ra tay thế nào đã bị Tiêu Chính Văn đấm một cú ngã nhào xuống đất. Trương Cảnh Nhạc còn chưa kịp đứng dậy, một chiếc giày da đã vô tình dẫm lên mặt ông ta. Trương Cảnh Nhạc đã đạt tới cảnh giới nhân hoàng cấp 3 không phải là giả, nhưng ngay cả Khổng Hữu Đạo là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 còn bị Tiêu Chính Văn đánh gần chết thì sao Trương Cảnh Nhạc có thể là đối thủ của Tiêu Chính Văn được chứ? Cho đến khi bị giày da của Tiêu Chính Văn dẫm trên mặt, Trương Cảnh Nhạc mới hoàn hồn lại, nhìn Tiêu Chính Văn căm tức giống lớn, Tiêu Chính Văn. Bụp, Tiêu Chính Văn đá thẳng vào mặt Trương Cảnh Nhạc không chút nể tình, Lữ Đồng Quang bên cạnh nhìn thấy sư phụ bị Tiêu Chính Văn sỉ nhục ngay trước mặt mọi người, trong mắt nổi cơn giận dữ. Nhìn khắp vùng ngoài lãnh thổ, có ai dám vô lễ đối với người trong ngành y như vậy chứ? Đừng nói là dẫm vào mặt ngay trước mắt mọi người, người khác ngay cả nói chuyện với gia tộc y dược cũng hết sức cung kính lễ phép. Nhưng hắn còn chưa kịp tiến tới chút giận với Tiêu Chính Văn, ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chính Văn đã lướt qua gương mặt hắn. Trong đôi mắt của Tiêu Chính Văn, hắn thấy được ý định giết người lạnh lẽo, tuy Lữ Đồng Quang kiêu ngạo nhưng hắn vẫn biết mình ở trình độ nào. Ngay cả Khổng Hữu Đạo còn bị Tiêu Chính Văn đánh gần chết, hắn có là cái thá gì chứ? Dường như cảm nhận được cái chết sắp tới gần, Lữ Đồng Quang lập tức xoay người chạy trốn, đâu còn để ý đến sự sống chết của Trương Cảnh Nhạc. Xem ra nắm đấm mới là chân lý vĩnh hằng. Tiêu Chính Văn tôi muốn giết Khổng Hữu Đạo đấy, ông có ý kiến à? Ông xứng sao? Gia tộc y dược thì giỏi lắm sao? Chẳng qua ông chỉ có vài mối quan hệ mà thôi, dù nhà họ Khổng kính nể ông nhưng mặt mũi của ông trong mắt Tiêu Chính Văn tôi không đáng một đồng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười nói. Không đáng một đồng, Trương Cảnh Nhạc cắn răng, dùng hết sức lực đẩy chân của Tiêu Chính Văn lệch đi một chút, cắn răng uy hiếp Tiêu Chính Văn. Cậu đang khiêu chiến toàn bộ Vinh Thành, còn khiêu chiến cả nhà họ Khổng và gia tộc y dược chúng tôi. Chỉ dựa vào một mình cậu có thể thắng được chúng tôi sao? Thắng được nhà họ Khổng truyền thừa mấy ngàn năm sao? Còn nữa, cao thủ đế cảnh nhà họ Khổng cũng không phải là không thể ra tay giết cậu, chẳng qua là người ta khinh thường ra tay với người như cậu thôi. Chỉ cần cậu dám động đến Khổng Hữu Đạo, cường giả đế cảnh nhà họ Khổng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cậu. Tiêu Chính Văn nghe vậy, cười nhạt, nói, chẳng lẽ ở trong mắt ông, toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ chỉ có nhà họ Khổng thôi sao? Không phải ông thật sự cho rằng Tiêu Chính Văn tôi không biết gì về vùng ngoài lãnh thổ đấy chứ? Bây giờ chiến sự ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ đang căng thẳng, sao cường giả đế cảnh nhà họ Khổng có thể ở trong nhà được đây? Chuyện này chỉ có thể nói lên rằng, ông ta cũng bị thương nặng, không phải ông ta khinh thường đánh với tôi, mà ông ta không có phần thắng. Cái mà ông ta gọi là giải hòa, chỉ là đang kéo dài thời gian, một khi chiến sự vùng ngoài vũ trụ dịu đi, hoặc toàn bộ cao thủ nhà họ Khổng trở về, ông ta sẽ ra tay với tôi ngay. Tính toán quả thật không tệ, nhưng trình độ tính toán thấp như vậy, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không bị gạt đâu nhỉ. Nói tới đây, ánh mắt của Tiêu Chính Văn đột nhiên lạnh tanh, trầm giọng nói, đừng nói ông ta không dám tới, dù ông ta đến đây thật. Chắc chắn hôm nay tôi cũng sẽ cho ông ta chỉ có tới mà không có về. Hơn nữa, tôi không ngại nói với ông, còn cả các ông nữa. Tiêu Chính Văn vừa nói, chỉ tay vào tất cả mọi người và nói, ai còn dám đến thế tục gây chuyện thị phi ở Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn tôi sẽ giết hết cả nhà. Bất kể ông là đệ tử môn sinh nhà họ Khổng, hay con cháu hoàng tộc, ở vùng ngoài lãnh thổ các ông như thế nào, tôi không thèm quan tâm, cũng không can thiệp được. Nhưng thế tục tuyệt đối không phải nơi các ông muốn làm gì thì làm. Khổng Hữu Đạo chính là một ví dụ. Giọng nói vừa dứt, Tiêu Chính Văn giơ tay lên, kiếm Tần Vương liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiêu Chính Văn,
cậu phải nghĩ tới việc giết Khổng Hữu Đạo chẳng khác nào thắt nút chết với tất cả thế gia nho đạo. Khổng Hữu Đạo không chỉ là hộ vệ nhà họ Khổng, mà còn là một trong những người túc trực bảo vệ Khổng Thánh. Cậu đang lựa chọn, Trương Cảnh Nhạc còn chưa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã vung tay hạ kiếm, đầu Khổng Hữu Đạo bay lên cao, thi thể cũng bị Tiêu Chính Văn chém làm hai khúc. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trương Cảnh Nhạc ngây ngẩn, sở dĩ ông ta nói như vậy là muốn dùng nhà họ Khổng và tất cả thế gia nho đạo ở vùng ngoài lãnh thổ áp chế Tiêu Chính Văn. Đồng thời muốn Tiêu Chính Văn cúi đầu nhượng bộ trước mặt mọi người, tìm lại mặt mũi cho ông ta và nhà họ Khổng. Nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ, Tiêu Chính Văn lại quả quyết sát phạt như vậy. Trên bầu trời, đột nhiên lóe lên một tia sáng mờ ảo vô cùng chói mắt, giờ phút này, tựa như đất trời cũng đang khóc thút thít. Vô số tia sáng rơi xuống từ không trung, trong nháy mắt đáp xuống đất liền biến thành dòng sông máu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi linh khí trở về tới nay, cao thủ cảnh giới nhân hoàng lại chết. Khổng Hữu Đạo chết rồi. Rốt cuộc là ai? Ngay cả người nhà họ Khổng cũng dám giết. Cao thủ cảnh giới nhân hoàng cũng chết. Chẳng lẽ loạn thế thật sự sắp tới sao? Giờ phút này, toàn bộ đông vực đều rơi vào sự chết lặng, bởi vì hiện tượng thiên nhiên này chỉ có thể nói rõ một chuyện. Cao thủ cảnh giới nhân hoàng đã chết rồi. Cảnh giới nhân hoàng đã sớm thông với đất trời, hơn nữa thân xác mạnh mẽ đến mức nào. Cho dù là tranh đấu giữa các đại thế gia, cường giả cảnh giới nhân hoàng cũng sẽ không dễ dàng mất mạng. Càng không ai dám tùy tiện chém chết một cao thủ cảnh giới nhân hoàng của thế gia, bởi vì như vậy có nghĩa là tuyên chiến hoàn toàn, đến chết mới thôi. Mọi người có mặt vẫn còn đang giật mình, lại một tia sáng lao thẳng tới chân trời. Một đóa hoa sen to lớn màu trắng nở rộ trên không trung. Gia tộc Y Dược mà cũng có người chết ư? Hướng đó hẳn là Vinh Thành, chẳng lẽ là Trương Cảnh Nhạc, ai to gan như vậy, ngay cả người gia tộc Y Dược cũng dám giết. Chẳng lẽ chê mình sống quá lâu rồi nên muốn làm kẻ địch của gia tộc Y Dược chăng? Giờ khắc này, toàn bộ đông vực hoàn toàn sôi sục. Tuy thực lực của người trong gia tộc Y Dược không cao, nhưng dù một nhân vật nhỏ trong gia tộc Y Dược cũng có mối quan hệ rất rộng. Bất kể là ai, chọc tới gia tộc Y Dược chẳng khác nào chọc tới thế lực khắp nơi đứng sau lưng gia tộc Y Dược. Cho dù là cao thủ đế cảnh cũng không dám tùy tiện đắc tội người trong gia tộc Y Dược dù đối phương chỉ là một người học nghề nho nhỏ, hay đối phương chỉ là những đệ tử của danh y. Giờ phút này tất cả mọi người trên núi Vân Hà đều ngơ ngác nhìn thi thể của Trương Cảnh Nhạc, Tiêu Chính Văn nói giết là giết. Đến lúc chết, trong ánh mắt Trương Cảnh Nhạc còn tràn đầy vẻ không dám tin và không cam lòng. Nhưng khi đầu rơi xuống, ông ta mới chợt tỉnh ngộ, người mình đang đối mặt là Tiêu Chính Văn danh tiếng lẫy lừng ở giới thế tục. Người ông ta đối mặt còn là vua Bắc Lương của Hoa Quốc, người đàn ông sống sót từ giữa núi thây biển máu, trong vô số lần đại chiến. Tiêu Chính Văn, cậu biết người cậu giết là ai không? Cậu có biết, gia tộc Y Dược đáng sợ đến mức nào không? Lão cung chủ của Bích Hà Cung đột nhiên chỉ vào Tiêu Chính Văn hét lên giận dữ. Sau này nếu trăm ngàn dặm quanh Vinh Thành có người bị thương thì ai điều trị đây? Cậu cho rằng đại tài trong gia tộc Y Dược chỉ là củ cải trắng thôi sao? Cậu có biết thanh kiếm của cậu chém xuống đắc tội với bao nhiêu đại tài và bao nhiêu thế gia không? Lúc này, mọi người ở đây không khỏi kinh ngạc, liếc nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt phẫn nộ. Dù Trương Cảnh Nhạc không thuộc nhóm người đứng đầu trong gia tộc Y Dược, nhưng mấy trăm nghìn dặm quanh Vinh Thành không có Trương Cảnh Nhạc thứ hai, đây cũng là sự thật không ai chối cãi. Vậy thì sao, tay Tiêu Chính Văn cầm kiếm Tần Vương, đứng yên ngạo nghễ. Ăn miếng trả miếng, nếu thế lực khắp nơi ở vùng ngoài lãnh thổ có thể tùy ý làm bậy ở thế tục, vậy sao anh phải để ý đến sự sống chết của người ở vùng ngoài lãnh thổ? Cậu, soạt, một tia sáng lạnh lùng thoáng qua. Kiếm Tần Vương khẽ rung trên không trung, lại một cái đầu người bay lên cao. Thi thể không đầu của lão cung chủ Bích Hà Cung lập tức ngã xuống. Vù, khi trên bầu trời tỏa ra ánh sáng chói mắt kia lần nữa, khắp đông vực cũng hoàn toàn bối rối. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, liên tiếp ba vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng mất mạng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giây kế tiếp, ánh mắt của Tiêu Chính Văn chậm rãi chuyển sang Khổng Thiên Thu. Anh Tiêu! Chúng ta đều là con cháu Hoa Quốc, có chuyện gì thì mọi người đều có thể ngồi xuống từ từ nói. Khổng Thiên Thu đâu còn sự kiêu ngạo lúc trước, giờ phút này, hắn hoàn toàn sợ hãi. Hơn nữa hắn chưa bao giờ cảm nhận được cái chết gần trong gang tấc như vây. Muốn trách chỉ có thể trách nhà họ Khổng nợ thế tục quá nhiều,
một mình Khổng Hữu Đạo căn bản không trả nổi. Tiêu Chính Văn dứt lời, tay giơ lên kiếm hạ xuống, lại một đầu người bay lên trời cao. Đã là người thứ tư rồi. Không ít người tái mặt nhìn về phía ánh sáng chói mắt trên không trung, tự lẩm bẩm với tâm trạng run sợ. Trong căn nhà cũ nhà họ Bạch xa hơn ngàn dặm, vẻ mặt Bạch Ngọc Trinh vô cùng u ám nhìn cảnh tượng trước mắt, nói với người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, anh hai, anh thấy tiềm lực người này thế nào? Bạch Thiên Kiệt trầm ngâm một lát, nói như có điều đắn đo, người này mạnh hơn Lý Tĩnh rất nhiều, thậm chí có thể sánh vai với cụ tổ nhà họ Bạch chúng ta rồi. Có điều, hắn giết một lúc bốn vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng, trong đó còn có một nhân vật có rất có tiếng nói trong gia tộc y dược, sợ rằng thế lực khắp nơi đều sẽ không buông tha cho hắn. Bạch Ngọc Trinh cười nhạt, nói trái lại em muốn nhìn xem, ai dám bất kính với nhà họ Bạch chúng ta, em chắc chắn sẽ bảo vệ người này. Em gái, em phải nghĩ cho kỹ, nếu giữ người này lại chúng ta chưa chắc có thể kiểm soát được. Bạch Thiên Kiệt nói với vẻ đăm chiêu. Một người như Tiêu Chính Văn, ngay cả nhà họ Võ cũng không thể kiểm soát, thì làm sao có thể nghe theo mệnh lệnh nhà họ Bạch chứ? Kiểm soát, Bạch Ngọc Trinh khẽ lắc đầu nói, từ trước đến nay những đứa con của trời chưa bao giờ bị khuất phục trước bất kỳ thế lực nào, giữa cụ tổ và nhà họ Doanh, chẳng phải cũng chỉ là quan hệ hợp tác thôi sao? Nếu nhà họ Doanh có thể, tại sao nhà họ Bạch chúng ta không thể bao dung chứ? Có được người này, sẽ thắng được cả thiên quân vạn mã. Bạch Ngọc Trinh nói xong, tiếp tục đi về phía Vinh Thành. Nhìn bóng lưng của Bạch Ngọc Trinh, Bạch Thiên Kiệt bất lực thở dài. Em gái nhà mình, đương nhiên chỉ có hắn là người hiểu rõ nhất. Kể từ khi Bạch Ngọc Trinh trưởng thành, nhà họ Bạch đã lao tâm khổ tứ về việc hôn nhân đại sự của cô ta. Con trai của nhà họ Doanh hay thái tử của nhà họ Lý, cô ta từng gặp biết bao nhiêu danh gia vọng tộc, thậm chí là con cháu của hoàng tộc nhưng không có một người nào có thể lọt vào mắt xanh của cô ta. Vừa rồi, khoảnh khắc Tiêu Chính Văn phóng cây giáo ra như rồng, làm rung chuyển càn khôn, Bạch Thiên Kiệt rõ ràng có thể nhìn thấy vẻ cảm mến trong ánh mắt của Bạch Ngọc Trinh. Trong mắt Bạch Ngọc Trinh, chỉ có người đàn ông ngạo mạn quần hùng, sừng sững như núi như Tiêu Chính Văn mới xứng làm chồng của cô ta. Chỉ có anh hùng trẻ tuổi như vậy mới xứng đáng bước vào cửa nhà họ Bạch. Cậu chủ, cô chủ. Mấy nữ thị vệ nhìn Bạch Thiên Kiệt với vẻ mặt đờ đẫn và bối rối hỏi. Các cô đi bảo vệ cô chủ, nếu có gì sơ suất thì đưa đầu đến gặp tôi, Bạch Thiên Kiệt lạnh lùng căn dặn. Rõ. Mấy nữ thị vệ vội vàng đuổi theo Bạch Ngọc Trinh. Cô chủ, làm ơn đi chậm lại, chờ chúng tôi với. Mấy nữ thị vệ vừa đuổi theo vừa hét lớn. Mặc dù Bạch Ngọc Trinh rất có tiếng tăm, nhưng thực lực cũng chỉ là nhân hoàng cấp 3 mà thôi. Ngộ nhỡ thực sự xảy ra sự cố gì, đừng nói đến trưởng bối nhà họ Bạch, ngay cả cửa của Bạch Thiên Kiệt, mấy người bọn họ cũng không vượt qua nổi. Các người theo tôi làm gì, Bạch Ngọc Trinh cau mày hỏi. Cô chủ, cậu chủ đã căn dặn, nếu cô gặp chuyện gì thì bọn tôi phải đưa đầu đến gặp cậu ấy. Có điều, cô chủ, vì một tên Tiêu Chính Văn, có đáng để cho cô lo lắng như vậy không? Tôi nghĩ nên báo cáo trước với ông chủ, để ông ấy ra mặt sẽ ổn thỏa hơn. Một nữ thị vệ thận trọng thuyết phục. Dù sao có nhiều thế lực đều đồng thời nhắm mũi dùi vào Tiêu Chính Văn như vậy, ngộ nhỡ hai bên ra tay, Bạch Ngọc Trinh cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Chờ bố tôi quyết định ư? Hừ, sợ rằng chờ mấy ông già bọn họ thương lượng được kết quả thì Tiêu Chính Văn đã bị những thủ đoạn thâm độc kia sát hại rồi. Tôi không muốn bỏ lỡ người chồng như ý này. Nói đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Ngọc Trinh cũng thoáng ửng hồng. Á! Mấy nữ thị vệ đều vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy lời này, họ nhìn Bạch Ngọc Trinh với vẻ không dám tin, nói, cô chủ, cô không phải đang nói nhảm đấy chứ? Tên Tiêu Chính Văn kia không phải đã có gia đình rồi sao? Hơn nữa, chúng tôi nghe nói, anh ta còn có hai đứa con, với thân phận của cô mà đi gả cho anh ta, chẳng phải là quá. Quá gì? Bạch Ngọc Trinh trừng mắt nhìn nữ thị vệ, hừ một tiếng, các cô thì biết cái gì? Hôn nhân ở giới thế tục có được bao lâu đâu, cuối cùng chẳng phải Tiêu Chính Văn sẽ trải qua 1000 năm ở vùng ngoài lãnh thổ sao? Người vợ ở giới thế tục kia của anh ấy làm sao có thể ở cùng anh ấy lâu như vậy chứ? Hơn nữa, với dung mạo của tôi, gả cho anh ấy là đã hời cho anh ấy rồi. Sau khi nói xong, Bạch Ngọc Trinh lại tăng tốc độ, bay về hướng núi Vân Hà như một luồng ánh sáng. Cùng lúc đó, một ánh sáng chói mắt đột nhiên lóe lên trong một thành phố lớn ở phía tây bắc Vinh Thành,
một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ bỗng nhiên phát ra. Cũng cùng lúc đó, trong tổng bộ của Hắc Băng Đài ở Long Kinh, Tần Vũ cũng đang vô cùng lo lắng đi tới đi lui. Anh ta hỏi nhân viên bên cạnh, tin tức đã chuyển đến vùng ngoài lãnh thổ chưa? Báo cáo Tổng Tư lệnh Tần, tin tức quả thực đã được gửi đi rồi, nhưng về việc vùng ngoài lãnh thổ có thể nhận được hay không thì chúng tôi cũng không dám đảm bảo, nhân viên ngập ngừng, nói. Dù gì cũng có cả lớp che chắn, liệu tín hiệu điện từ có thể xuyên qua tấm chắn hay không vẫn là một dấu chấm hỏi. Nếu cậu Tiêu không kịp trở về, e rằng Hoa Quốc sẽ xảy ra chuyện lớn, lúc này, ông cụ Quý cũng vô cùng lo lắng. Giờ phút này, hai thế gia lớn trong Âu lục giới thế tục đang lợi dụng cơ hội Tiêu Chính Văn đến vùng ngoài lãnh thổ để xâm phạm Hoa Quốc. Dù sao, Tiêu Chính Văn đã hủy diệt lâu đài Vexai chỉ bằng một ngón tay, mà trong đó có không ít thế tử. Phía bên Âu lục vẫn luôn ghi nhớ mối thù này, nhưng bởi vì Tiêu Chính Văn quá mạnh nên bọn họ vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng. Tin tức Tiêu Chính Văn rời khỏi Hoa Quốc đến vùng ngoài lãnh thổ vừa truyền đến Âu lục, lập tức các cao thủ cảnh giới nhân hoàng của những thế gia này đều nóng lòng báo thù. Hai vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng của gia tộc Bắc Kinh Hồ liên thủ đánh giết, Hoa Quốc chúng ta làm sao có thể chống lại được, ông cụ Quý vừa nói vừa dậm chân đấm ngực. Hai người này đều có cảnh giới nhân hoàng cấp 2, cho dù đám người Triệu Kế Hồng có lòng muốn cứu Hoa Quốc, cũng chỉ là lực bất tòng tâm mà thôi. Lúc này, năm đại danh sơn đều đã khởi động trận pháp bảo vệ, hơn nữa, những môn phái khác của võ tông Hoa Quốc cũng nhao nhao bảo đệ tử về núi, còn ra lệnh cho đệ tử trong môn phái không được rời khỏi tông môn nửa bước. Lúc này, một cung điện cực lớn từ từ hạ xuống trên vùng đồng bằng phía ngoài Hoa Quốc 1.000 dặm, vô số tín đồ nằm quỳ sát đất, cúi lạy chào hai người đàn ông trung niên bước ra từ trong cung điện. Luồng khí tức đáng sợ không gì sánh được, sao động không ngừng giữa đất trời. Một người đàn ông trung niên trong số đó bước ra, bay tới vùng trời trên đầu mọi người. Người đàn ông này là con trai cả của công tước Bắc Kinh Hồ, tên là Ca Đi. Hắn là một trong những người đặt nền móng cho Lý Tâm, hơn nữa, trong đời đã chinh chiến vô số trận, cũng khá nổi tiếng ở vùng ngoài lãnh thổ. Ngay cả phía giáo đình cũng khá kính trọng Ca Đi, thậm chí những giáo chủ áo đỏ may mắn sống sót cũng đều hy vọng Ca Đi có thể giết chết những người kế thừa của Hoa Quốc khi đến Hoa Quốc lần này. Trong trận chiến giành thánh huyết đế tuấn trước đó, đám người Tư Mã Tư quả thật đã ra tay quá tàn nhẫn, gần như một nửa số cao thủ của giáo đình đều bị bọn họ chém giết ngay tại trận. Âu lục cũng vì cuộc chiến này mới xuất hiện tình trạng không có người kế thừa. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ở trên đỉnh núi Vân Hà, cũng đang bị bao vây bởi nhiều thế lực khác nhau. Đối mặt với hàng ngàn hàng vạn cao thủ vùng ngoài lãnh thổ, trên mặt Tiêu Chính Văn cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Điều gì đến sẽ đến, bất kể đối phương có tập hợp các cao thủ hay không thì Tiêu Chính Văn cũng không hề hối hận với quyết định của mình. Cùng với sự tề tựu đông đủ của các thế lực, ba cao thủ nhân hoàng cấp 5 bước ra khỏi đám đông, hơn nữa một trong số họ còn là cao thủ cảnh giới nhân hoàng trong ngành y. Tuy rằng người này không phải là người có thực lực mạnh nhất trong số ba người bọn họ, nhưng sự xuất hiện của ông ta cũng đủ để đại diện cho thái độ của cả ngành y. Lẽ nào tám vị hiền nhân Nho Thánh Tử của nhà họ Khổng chưa ra chiến trường bên ngoài sao? Nho Thánh Tử, đó là nơi thờ cúng tám vị hiền nhân nổi tiếng khắp bốn phương trong hàng nghìn năm nay. Mà tám người bọn họ, tuy rằng theo như truyền thuyết ở thế giới tục, bọn họ đều đã chết rất lâu rồi, nhưng trên thực tế tám người bọn họ sớm đã được đưa đến vùng ngoài lãnh thổ, đến hôm nay vẫn còn ở đây. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả người của nhà họ Võ cũng vô cùng ngạc nhiên, phải biết rằng, ngoại trừ một đại năng trong gia tộc Y Dược, hai người còn lại đều là một trong tám vị hiền nhân của Nho Thánh Tử. Người ta nói rằng đó là tám hiền nhân, nhưng thủ đoạn của tám người bọn họ gần như đều nổi danh là tàn nhẫn và thâm độc cực điểm trong cả vùng ngoài lãnh thổ. Thậm chí, tiếng xấu của tám người bọn họ còn hơn đám người ác độc trong huyết tộc. Huống hồ, trong nhà họ Khổng còn có một vị cao thủ cảnh giới đế cảnh còn chưa ra tay. Có thể nói, đối với Tiêu Chính Văn, đây chính là cục diện sinh tử. Đây là điểm đáng sợ của nhà họ Khổng, đồng thời, cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến vô số thế gia vùng ngoài lãnh thổ phải nể sợ nhà họ Khổng. Bất cứ kẻ nào, chỉ cần dám chống lại nhà họ Khổng, trừ khi là có chỗ dựa chống lực cực vững chắc phía sau, nếu không sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt. Quả nhiên tới rồi, Tiêu Chính Văn nhìn ba người trước mặt, cười khẩy nói. Đối mặt với ba vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5,
lúc này Tiêu Chính Văn vẫn vô cùng bình tĩnh, sắc mặt không hề thay đổi, không mảy may lo lắng khiến cho ba người trước mặt không nhịn được mà gật đầu. Cậu giỏi lắm, chỉ một thân một mình mà dám gây tội ác lớn như vậy ở vùng ngoài lãnh thổ, sau khi nhìn thấy bọn tôi, còn có thể bình tĩnh thong dong, xem ra lời đồn đại về cậu của giới thế tục không ngoa chút nào. Nhưng giết người đền mạng, đây là đạo lý bất biến muôn đời, một người đàn ông trung niên đội khăn bịt đầu trong số đó tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Vào khoảnh khắc nho sĩ trung niên vừa nói dứt lời, trên bầu trời đột nhiên lóe lên một tia sét màu đỏ. Bên trong vầng sáng huyền ảo chói mắt, một bóng người mặc quan phục thời cổ chậm rãi bước ra. Ai nói cậu Tiêu chỉ có một mình? Lẽ nào mấy người thật sự muốn ra tay với cậu Tiêu sao? Một giọng nói vô cùng trong trẻo vang lên, nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đang có mặt đều lập tức ngẩn ra. Ngay sau đó, hàng chục võ sĩ mặc áo giáp lập tức xuất hiện giữa đất trời. Mà người mặc quan phục cổ đại kia lại chính là một cô gái tuyệt sắc. Chỉ thấy trên mũ quan nơi đỉnh đầu cô gái còn có một miếng ngọc rất đẹp, trông tinh khiết như vầng trăng sáng. Trong miếng ngọc tuyệt đẹp đó còn ẩn chứa cả khí tức của rồng. Thấy quan nữ này, Tiêu Chính Văn cũng không khỏi nhíu mày lại, nhìn tổng quát trong lịch sử mấy nghìn năm của Hoa Quốc, triều đại có quan nữ chỉ có nữ đế. Lẽ nào cô ta là, ô, đó là Thượng Quan Uyển Nhi sao? Sao cô ta lại tới đây? Lẽ nào giữa Tiêu Chính Văn và Thượng Quan Uyển Nhi còn có mối quan hệ gì không thể nói cho người khác biết? Hừ, tôi thấy không giống, mặc dù Thượng Quan Uyển Nhi có tính cách phóng túng, thế nhưng Tiêu Chính Văn cũng còn quá trẻ, đây đâu phải trâu già gặm cỏ non nữa, rõ ràng là trâu già ăn mầm cỏ. Vừa nói dứt lời, trong đám người chợt rộ lên những tiếng cười khẽ. Trên thực tế, Thượng Quan Uyển Nhi cũng chẳng phải loại người tùy tiện, ngược lại cả đời chưa gả cho ai. Một lòng phò tá nữ đế. Chỉ là môn đồ nhà họ Khổng hậu thế vì muốn bôi nhọ nữ đế nên mới không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc hắt nước bẩn lên trên người một cô gái. Thế nhưng trong những năm Thượng Quan Uyển Nhi tới vùng ngoài lãnh thổ thì vô cùng khinh thường việc đi giải thích, đây gọi là người liêm khiết không cần nhiều lời. Đối với đám tiểu nhân hèn hạ như nhà họ Khổng, cô ta càng không muốn nói nhiều hơn nửa chữ. Thế nhưng sự xuất hiện của Thượng Quan Uyển Nhi lại khiến cho cục diện bây giờ lập tức phát sinh biến chuyển. Thượng Quan Uyển Nhi không chỉ đại diện cho bản thân cô ta mà còn đại diện cho thái độ của cả nhà họ Võ. Ngoại trừ nữ đế ra, cả nhà họ Võ có tổng cộng 3 người nắm giữ đại quyền, một trong số đó chính là Thượng Quan Uyển Nhi. Lúc này, đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Uyển Nhi giống như tấm gương, vô cùng sắc bén, đặc biệt là lúc nhìn về phía hai người trong 8 vị hiền nhân. Ánh mắt ẩn hiện một cỗ sát khí. Ôi, chuyện này rất giống với câu nói không phải oan gia không đối đầu, tôi có dự cảm hôm nay sẽ có một trận chiến kinh hoàng. Người nhà họ Khổng bôi nhỏ Thượng Quan Uyển Nhi cả nghìn năm, hôm nay cuối cùng cũng bị Thượng Quan Uyển Nhi bắt được thóp, sao có chuyện sẽ dễ dàng thả cho bọn họ trở về được chứ? Không phải là nhà họ Võ đã bố trí thiên la địa võng đấy chứ? Ngay tức thì, cả đám người đưa ra đủ loại suy đoán. Thượng Quan Uyển Nhi, nhà họ Khổng chúng tôi với nhà họ Võ của cô trước nay nước sông không phạm nước giếng, lẽ nào nhà họ Võ muốn tuyên chiến với nhà họ Khổng sao? Không sai, vì một kẻ tiểu bối trong thế tục, cái giá của việc nhà họ Võ lật mặt với nhà họ Khổng có phải quá lớn rồi hay không? Hai người trong Nho Thánh Tử lạnh lùng lên tiếng chất vấn. Nhà họ Võ không sợ một trận chiến, huống hồ nếu như hôm nay mà khai chiến thì nhà họ Khổng chưa chắc đã có thể giành được lợi thế. Thượng Quan Uyển Nhi cười lạnh lùng, nói với vẻ vô cùng tự tin. Quả nhiên, không ít người vô thức nhìn ra bốn phía, giống như đang tìm kiếm tung tích của đám cao thủ mà nhà họ Võ đã cho mai phục trước đó. Đúng vào lúc này, một tia sáng bay nhanh tới, đi đầu là một cô gái đẹp như tiên nữ, khẽ hô lên một tiếng, nói, nếu như muốn khai chiến, nhà họ Bạch của tôi tình nguyện giúp đỡ nhà họ Võ một tay. Vút! Lúc mọi người nhìn rõ người tới chính là Bạch Ngọc Trinh thì trong lòng không khỏi trầm xuống. Không ai ngờ ngay cả nhà họ Bạch cũng nhúng tay vào rồi. Nếu như nói thế lực của nhà họ Võ vẫn chưa đủ để đối kháng với nhà họ Khổng, vậy thì sự xuất hiện của nhà họ Bạch lập tức cân bằng cách biệt giữa đôi bên. Chỉ cần nhà họ Bạch ra tay, nhà họ Doanh, nhà họ Hạng, nhà họ Lưu tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mấy nhà này gần như chính là chiến lực mạnh nhất của đế vương các rồi. Đặc biệt là nhà họ Doanh và nhà họ Lưu đã chấm dứt chiến tranh từ cả nghìn năm trước, rất ít tham gia vào thế sự, 1000 năm trở lại đây,
không một ai biết được hai hoàng tộc lớn này đã phát triển được tới cấp độ nào. Lã nào mấy người thật sự vì một kẻ tiểu bối trong thế tục mở màn cho trận địa chiến hay sao? Một nho sĩ trung niên khác trong huyền nhân tiến lên trước một bước, trầm giọng nói. Chu Hy, ông thật sự đã sống uổng phí mấy trăm tuổi, đường đường là một trong số 8 vị hiền nhân mà lại dẫn người tới ức hiếp một tiểu bối trong thế tục, làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, nếu như tôi là ông thì đã đi chết từ lâu rồi. Bạch Ngọc Trinh không chút khách khí thẳng thừng chỉ mặt gọi tên châm biếm. Cô, Tư Mã Quang, ông leo lên vị trí này thế nào, trong lòng không tự hiểu rõ sao? Loại tiểu nhân giống như ông mà cũng dám lên tiếng ở trước mặt tôi à? Loại người cặn bã giống như mấy người, trong mắt người khác là hiền nhân, ở trước mặt tôi, mấy người chính là kẻ vô liêm sỉ. Trước nay tôi chẳng bao giờ nhiều lời với loại người này. Lui xuống, Bạch Ngọc Trinh lạnh lùng hô lên một tiếng, ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn về phía hai người Chu Hy và Tư Mã Quang. Bạch Ngọc Trinh, những lời này của cô đã đại diện cho thái độ của nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch mấy người phải nghĩ cho kỹ hậu quả đấy, Tư Mã Quang híp mắt lại, lạnh lùng uy hiếp. Hừ, ai to gan như vậy, dám đe dọa cả em gái tôi. Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc đồ trắng sải bước tiến ra, Bạch Ngọc Trinh hoài nghi quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông sau lưng, nói anh. Sao anh cũng tới đây thế? Bạch Thiên Kiệt nở một nụ cười ôn hòa với Bạch Ngọc Trinh, sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Tư Mã Quang, nói tôi không biết trưởng bối nhà họ Bạch có thái độ gì, dám uy hiếp em gái tôi thì chỉ có đường chết mà thôi. Vừa nói dứt lời, một luồng khí tức mạnh mẽ đã lao ra, lập tức bao trùm lấy đất trời một phương. Bạch Thiên Kiệt chính là cháu của Bạch Khởi, mặc dù vào lúc Đại Tần thống nhất các nước thì nhà họ Bạch đã tới vùng ngoài lãnh thổ nên không tham chiến, thế nhưng thực lực của Bạch Thiên Kiệt lại không hề thua kém mấy người Mông Điềm. Lúc Hạng Vũ còn sống cũng từng đại chiến không dưới trăm hiệp với Bạch Thiên Kiệt, mặc dù Bạch Thiên Kiệt thua Hạng Vũ, thế nhưng từ cổ chí kim có được mấy người có thể đấu tay đôi với Hạng Vũ. Chứ chưa nói tới việc đôi bên đại chiến những hơn trăm hiệp. Những lời này của Bạch Thiên Kiệt tuyệt đối không chỉ có tính uy hiếp, với thực lực của hắn thì hoàn toàn có thể giết chết năm cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 5 trước mắt. Khi luồng khí tức mạnh mẽ kia ngưng tụ giữa không trung, trên bầu trời đột nhiên lộ ra một cảnh tượng kỳ ảo của bát bộ long tượng. Cùng lúc này, Thượng quan Uyển Nhi cũng cầm kiếm trên tay, ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía mấy người Tư Mã Quang. Lúc này, ngày tới đại tài của gia tộc Y Dược cũng mang vẻ mặt trắng bệch, trong lòng nảy sinh cảm giác sợ hãi. Nếu như hôm nay là người khác tới, có lẽ vẫn có sức mạnh chiến đấu, thế nhưng đối diện với Bạch Thiên Kiệt, vị anh hùng tuấn kiệt thực thụ từng đại chiến cả trăm hiệp với Hạng Vương thì ngay cả ông ta cũng thấy hơi lo sợ. Còn về hai người Tư Mã Quang và Chu Hy thì càng cúi đầu không nói, căn bản không dám phản bác chút nào. Cậu Tiêu, bên phía thế tục xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. E rằng Hoa Quốc sắp sửa gặp đại nạn, theo tôi thấy, cậu vẫn nên mau chóng trở về thế tục đi, chuyện bên này cứ giao cho chúng tôi. Thượng quan Uyển Nhi quay sang nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Thật ra Thượng quan Uyển Nhi đã nhìn ra từ lâu, hôm nay nhà họ Bạch vẫn chưa chuẩn bị xong cho việc khai chiến, đặc biệt là một mình Bạch Thiên Kiệt thì căn bản không thể đại diện cho cả nhà họ Bạch. Dù đôi bên có ra tay thì cũng chỉ thể đến thế mà thôi, cuộc chiến đấu ở cấp độ này. Tiêu Chính Văn có tham gia hay không đều không ảnh hưởng tới đại cục, mà bên phía thế tục, gia tộc Bắc Kinh Hồ của Âu Lục lại muốn ra tay tàn sát nhân dân Hoa Quốc. Thượng quan Uyển Nhi phò tá nữ đế mấy chục năm, sao có thể nhìn muôn dân Hoa Quốc chìm trong khói lửa chiến tranh? Thượng quan Uyển Nhi, mấy người bảo vệ được cậu ta một lúc chứ bảo vệ được cả đời sao? Tiêu Chính Văn năm lần bảy lượt khiêu chiến nhà họ Khổng chúng tôi và cả hoàng tộc, dựa vào mấy nhà các người mà có thể bảo vệ được cho cậu ta ư? Hơn nữa, tại sao chúng tôi phải kiểm soát thế tục, mấy người có lẽ cũng hiểu rõ hơn bất cứ ai, bây giờ chuyện chiến sự ở chiến trường ngoài vũ trụ đang căng thẳng, không nhanh chóng tìm ra di tích long tộc, một khi chiến trường vùng ngoài vũ trụ xảy ra vấn đề thì sẽ có hậu quả thế nào, mấy người còn hiểu rõ hơn cả chúng tôi. Tiêu Chính Văn lại muốn ngăn cản chúng tôi đi tìm di tích long tộc, cậu ta không chỉ đang đối địch với cả vùng ngoài lãnh thổ mà còn đối địch với cả thế giới. Tới lúc đó, không chỉ có vùng ngoài lãnh thổ không thể tiếp tục tồn tại mà ngay tới thế tục cũng sẽ hóa thành địa ngục nhân gian. Tư Mã Quang lạnh lùng lên tiếng. Chiến bại, nếu như cần dùng sinh linh của cả thế tục để cúng tế thì thắng bại còn có ý nghĩa gì, Bạch Ngọc Trinh lạnh lùng đáp lời. Hừ,
ông là cái thá gì, dám ăn nói ngông cuồng ở trước mặt tôi, Bạch Thiên Kiệt cũng lạnh lùng quát mắng. Cậu, Chu Hy vừa định lên tiếng đã bị giọng nói lạnh tanh của Bạch Thiên Kiệt ngắt lời, còn dám nhiều lời, hôm nay tôi sẽ san phẳng cả Nho Thánh Tử cho mà xem. San phẳng Nho Thánh Tử, nếu người khác nói như vậy thì chỉ bị xem là trò cười, nhưng khi người nói là Bạch Thiên Kiệt thì không ai dám xem đó là trò cười nữa. Bởi vì hắn quả thật có tư cách và thực lực để làm thế. Tư Mã Quang và Chu Hy nghiến răng nhìn cao thủ y thuật bên cạnh, người trong gia tộc y dược cũng phải cẩn thận đối đãi khi đối diện với đe dọa của nhà họ Bạch. Được, tôi mong sau này nhà họ Bạch có thể đảm đương được trách nhiệm này. Nói rồi cao thủ gia tộc y dược đó xoay người rời đi, Tư Mã Quang và Chu Hy cũng chỉ đành tức giận hừ một tiếng, hậm hực đi theo. Người của Nho Thánh Tử bị ép buộc lùi bước, tin tức Tiêu Chính Văn không bị thương gì truyền ra ngoài, cả Vinh Thành đều xôn xao. Tiêu Chính Văn thế mà lại không hề hấn gì sau khi giết Khổng Hữu Đạo và Trương Cảnh Nhạc. Tên này đúng là người đầu tiên trong 100 năm nay ở ngoài lãnh thổ. Không ngờ ngay cả nhà họ Khổng cũng không làm gì được hắn. Thoáng chốc tin tức này đã truyền ra khắp Đông Vực, đồng thời cái tên Tiêu Chính Văn cũng vang dội cả ngoài lãnh thổ. Trước đó có tin đồn rất có thể Tiêu Chính Văn sẽ vào ngoài lãnh thổ để trả thù các thế lực lớn ở ngoài lãnh thổ. Nhưng ai mà ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như thế. Nhà họ Khổng không truy cứu đã là một kỳ tích rồi, nhưng gia tộc y dược chắc chắn sẽ không bỏ qua, hàng ngàn năm nay ai dám động vào người của gia tộc y dược, kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Nếu không gia tộc y dược chẳng phải đã sớm bị giết rồi sao? Mặc dù gia tộc y dược không có môn phái, càng không có phạm vi thế lực của mình nhưng ngay cả hoàng tộc như nhà họ Tư Mã và nhà họ Doanh đều không dám chọc vào người trong gia tộc y dược. Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là một chàng trai một thân một mình từ thế tục đến ngoài lãnh thổ, thế mà lại dám giết chết đại y của gia tộc y dược có tên có tuổi Trương Cảnh Nhạc. Mặc dù tạm thời Tiêu Chính Văn dường như đã thắng, được nhà họ Bạch và nhà họ Võ bảo vệ, ngay cả gia tộc y dược cũng phải nhẫn nhịn, nhưng một khi đã gây thù thì sẽ là hậu họa khó lường với Tiêu Chính Văn. Mặc dù nói sau này Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ bị người trong gia tộc y dược trả thù, nhưng với can đảm này của cậu ta sẽ khiến nhiều người bội phục. Từ xưa đến nay người giết người của gia tộc y dược chưa từng được sống yên ổn, trừ khi cậu ta có thể một mình đánh bại được cả gia tộc y dược, khiến gia tộc y dược cúi đầu chịu thua, nếu không tuyệt đối không thể nào. Trương Cảnh Nhạc, mặc dù ông ta đến ngoài lãnh thổ chưa lâu, chỉ mấy trăm năm mà thôi nhưng trong gia tộc y dược đại y như ông ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, gia tộc y dược vì thể diện cũng sẽ không buông tha cho Tiêu Chính Văn. Mọi người vừa bàn luận vừa cảm thấy thương tiếc cho Tiêu Chính Văn. Lúc đầu một đệ tử của Tôn Tư Mạc bị đời sau của Lưu Bang đánh một cú thôi, thế nhưng cả gia tộc y dược gần như chèn ép nhà họ Lưu, ép buộc nhà họ Lưu phải giết người kia trước mặt mọi người. Cuối cùng ngay cả đại hán nhà họ Lưu cũng chỉ đành chịu thua trước gia tộc y dược, với lai lịch của Tiêu Chính Văn sao có thể đấu lại gia tộc y dược. Đúng lúc này Võ Học Tư vội đi đến gần Tiêu Chính Văn nhỏ giọng nói, anh Tiêu. Bên Hoa Quốc e là có biến, người của gia tộc Bắc Kinh Hồ chỉ còn cách Hoa Quốc không đến 1.000 cây số. Anh Tiêu, xin hãy dừng bước, ngoài lãnh thổ không phải là nơi anh có thể tùy ý ra vào, nếu không mấy ngàn năm nay không biết thế tục sẽ loạn đến mức nào. Bạch Ngọc Trinh nghiêm túc nói. Mặc dù Bạch Thiên Kiệt chưa nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt cũng tỏ ra đồng tình với mọi người. Chẳng phải có con đường ở bên Âu Lục sao? Lẽ nào không thể quay về thế tục bằng con đường kia, Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Nếu cao thủ ngoài lãnh thổ đều có thể vào thế tục bằng con đường đó thì Tiêu Chính Văn cũng có thể quay về từ đó. Anh Tiêu, thật ra con đường đó là một trận pháp, mỗi lần mở ra đều phải được Thiên Đạo Minh Ước cho phép, mà Thiên Đạo Minh Ước sẽ không dễ dàng cho anh Tiêu sử dụng con đường đó đâu. Bạch Ngọc Trinh giải thích với Tiêu Chính Văn. Nhưng anh Tiêu cứ yên tâm. Tôi đã bảo người đi giải quyết việc này, tin chắc không lâu nữa sẽ có tin tức. Vừa dứt lời, Bạch Ngọc Trinh quay sang nói với người giúp việc bên cạnh, việc tôi bảo cô làm thế nào rồi. Cô chủ, đối phương đã đồng ý nhưng muốn cô tự mình đến, người giúp việc nữ đó bước đến nói. Bạch Ngọc Trinh gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta vừa đi vừa nói. Cô ta làm động tác mời với Tiêu Chính Văn. Thấy Tiêu Chính Văn đi sát bên Bạch Ngọc Trinh người đẹp nhất ngoài lãnh thổ. Võ Học Tư và mấy người trẻ tuổi đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Suy cho cùng ở cả ngoài lãnh thổ,
vẻ ngoài của Bạch Ngọc Trinh là một trong những người đẹp nhất, dù so với Lục Tiểu Thiến mà trước đó đã chết trong tay Tiêu Chính Văn cũng thua kém một bậc. Bạch Ngọc Trinh không biết là nữ thần trong mộng của biết bao chàng trai, thậm chí ngay cả người thừa kế của mấy hoàng tộc lớn cũng thèm muốn Bạch Ngọc Trinh. Nhưng bây giờ vẫn không có ai có thể nhận được đãi ngộ như Tiêu Chính Văn. Những người khác chỉ có thể đi theo phía xa cũng sẽ bị Bạch Ngọc Trinh quở trách và ghét bỏ chứ đừng nói là đi sát bên. Nhưng vừa nghĩ đến hành động giết Khổng Hữu Đạo và Trương Cảnh Nhạc trước mặt mọi người, ai nấy đều chỉ đành cảm thấy mình không bằng. Dù sao từ xưa đến nay người đẹp chỉ xứng với anh hùng, nếu xét từ góc độ này cũng chỉ có người như Tiêu Chính Văn mới có thể xứng đôi với Bạch Ngọc Trinh. Thật ra ngoài con đường đó vẫn còn một đường khác, chính là phía tây Bắc Hoa Quốc, nơi này rất gần Côn Luân, ở bên dưới lôi hải Côn Luân. Thế nên dù là một con đường bí mật nhưng cũng có rất ít người biết. Nhưng con đường này trước giờ được nhà họ Đổng trấn giữ, trước đây từng có các cao thủ ngoài lãnh thổ tự ý đến thế tục cũng chỉ có thể đi từ con đường này. Bạch Ngọc Trinh vừa đi vừa nói với Tiêu Chính Văn. Nhưng với thực lực của nhà họ Bạch cũng chỉ có thể liên hệ được với thế hệ sau này của nhà họ Đổng, họ sẽ đưa anh Tiêu ra ngoài, tuy nhiên đối phương cũng sẽ đưa ra điều kiện tương ứng. Ý của Bạch Ngọc Trinh là nhà họ Bạch họ cũng không có thể diễn như thế, dù cô ta muốn đưa Tiêu Chính Văn rời khỏi ngoài lãnh thổ cũng phải tốn khá nhiều công sức. Còn sử dụng quyền lực thì càng không thể được. Thế lực của nhà họ Đổng ở ngoài lãnh thổ không thua gì hoàng tộc bình thường. Nhất là nhà họ Đổng còn có một người giống hạng vương là Lữ Bố trấn giữ. Thế nên thân phận của nhà họ Đổng ngoài lãnh thổ cũng cực kỳ đặc biệt. Dù sao hạng vương cũng đã chết, còn Lữ Bố vẫn thấy ở đó, thực lực của Lữ Bố đến Bạch Thiên Kiệt cũng cảm thấy không bằng, trừ khi ông tổ nhà họ Bạch Bạch Khởi tự mình ra tay mới có thể đánh bại được đối phương. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc phải trở mặt với đối phương, càng không thể đắc tội với gia tộc lớn có thực lực như nhà họ Đổng. Cùng lúc đó ở phía tây bắc một thành phố hướng đông bắc Vinh Thành, trong một trang viên có diện tích vài ngàn hecta, một ông lão đoan chính ngồi trong mái đình thưởng thức trà. Ông lão từ xa đã nhìn thấy Bạch Ngọc Trinh và Tiêu Chính Văn, khóe môi nhếch lên nụ cười thú vị, có người đến, chuẩn bị mọi người tiếp đãi khách quý. Ông ta vừa dứt lời, vài người giúp việc mặc đồ đen cung kính đi ra khỏi đình. Không lâu sau, Tiêu Chính Văn và Bạch Ngọc Trinh đều đáp xuống cách mái đình không xa. Ông Đổng, Bạch Ngọc Trinh bước đến trước chắp tay với ông lão. Đừng thấy chỉ chào đơn giản mà lầm, với thân phận của Bạch Ngọc Trinh có lúc nào chủ động chào người khác đâu. Chỉ riêng điều này cũng có thể thấy thân phận của ông lão không tầm thường. Cô Bạch, đã lâu không gặp, mời ngồi. Từ đầu đến giờ ông lão không thèm nhấc mông lên, chỉ tiện tay chỉ vào ghế đá đối diện mình. Cảm ơn. Bạch Ngọc Trinh gật đầu vừa đi về phía mái đình vừa nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Chính Văn, người này tên là Đổng Thừa, nghe nói ông ta là con riêng của nhà họ Đổng. Năm đó, Lữ Bố bị đánh và bị bắt, tính mạng ông ta cận kề với cái chết, chính người này đã dẫn dắt gia binh của nhà họ Đổng chạy đến doanh trại cứu Lữ Bố ra. Dù là năm đó, đám người Trương Liêu cũng không còn sức đánh trả trước mặt ông ta, chỉ là từ sau trận chiến đó bị thương không chữa. Thế nên cảnh giới mới chỉ trệ không tiến bộ. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nhìn ông lão, gật đầu. Lúc này Đổng Thừa cũng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn, bốn mắt nhìn nhau, Đổng Thừa nói, nếu tôi đoán không lầm thì cậu chính là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn đến từ thế tục phải không? Chương 3692 chuyện ở núi Vân Hà mới xảy ra chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, còn Tiêu Chính Văn lại được Bạch Ngọc Trinh đích thân đưa đến thì không cần phải đoán. Đổng Thừa cũng có thể nghĩ ra thân phận của anh. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Đổng Thừa vẫn luôn bày ra vẻ ngạo nghễ, thậm chí đến cả Tiêu Chính Văn mà ông ta cũng chẳng coi ra gì. Bởi những năm gần đây, ông ta đã gặp quá nhiều mấy kẻ ngé con không sợ cọp như Tiêu Chính Văn, có lẽ trong mắt người khác, chiến tích của Tiêu Chính Văn đủ làm bất kỳ ai nghe thấy phải sợ, nhưng trong mắt ông ta, Tiêu Chính Văn cũng chỉ như một hạt bụi trong nhân gian mà thôi. Không sai. Tôi chính là Tiêu Chính Văn, vẻ mặt Tiêu Chính Văn cũng rất lạnh nhạt. Ừ, nếu cô chủ Bạch đã lên tiếng, vậy người nhà họ Đổng chúng tôi cũng sẽ hoan nghênh cậu, nhưng nhà họ Đổng chúng tôi có một điều kiện, không biết cậu Tiêu đây có đồng ý không? Mặc dù biết rõ nhà họ Bạch và nhà họ Võ hết sức coi trọng Tiêu Chính Văn, nhưng Đổng Thừa không hề bận lòng chút nào. Dẫu sao bàn về thực lực thì nhà họ Đổng cũng chẳng thua kém gì hai nhà kia,
thậm chí đến cả bậc đế vương cũng phải khách sáo với nhà họ, vì vậy, cho dù là nhà họ Bạch Trăng nữa thì ông ta cũng chẳng thèm nể mặt. Ồ, mời ông Đồng nói, Tiêu Chính Văn thản nhiên rót ly trà, tự nhấp một hớp nhỏ. Mấy người đứng đầu nhà họ Đồng chúng tôi đã quan sát cậu Tiêu Chính Văn đây khá lâu rồi, thậm chí đến cả lão tổ cũng cảm thấy cậu Tiêu là một nhân tài có thể tạo nên kỳ tích. Vì thế, chúng tôi mới cố ý chiêu mộ cậu Tiêu, dốc sức vì nhà họ Đồng. Dĩ nhiên, cậu Tiêu vẫn có một ít tự do, ví dụ như lần này quay về Hoa Quốc, cậu Tiêu có thể hoàn toàn tự xử lý mọi chuyện, bao gồm cả quyết định sát phạt ở thế cục cũng do một mình cậu Tiêu cân nhắc. Chẳng qua, cứ 3 năm thì phải quay về nhà họ Đồng, ông Đồng. Lời Đồng thừa chưa dứt, Bạch Ngọc Trinh đã ngắt ngang, lúc trước ông không nói như vậy. Buổi sáng hôm có tin truyền ra rằng Tiêu Chính Văn đến vùng ngoài lãnh thổ, Bạch Ngọc Trinh đã đoán trước sẽ có chuyện này, thế nên sáng sớm mấy hôm trước đã phái người đến liên lạc với Đồng Thừa. Lúc đó Đồng Thừa đã đồng ý, hơn nữa còn nhận lợi ích từ nhà họ Bạch, còn cam đoan với Bạch Ngọc Trinh rằng tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu quá lố cho Tiêu Chính Văn. Thế mà giờ thì trở mặt, Đồng Thừa đột nhiên giở quẻ, đã thế còn yêu cầu Tiêu Chính Văn phải gia nhập nhà họ Đồng. Đây rõ ràng là muốn lên giá. Cô Bạch, tôi cũng có chỗ khó xử của tôi, dẫu sao nhân vật lớn như cậu Tiêu đâu phải ngày nào cũng rảnh rỗi để đến làm khách ở vùng ngoài lãnh thổ đâu. Cũng như câu, cơ hội tới mà không biết nắm bắt, cơ hội mất rồi sẽ không quay lại. Huống gì, Đồng Thừa nói đến đây, quay lại nhìn Tiêu Chính Văn, nói chỉ cần cậu Tiêu bằng lòng trở thành thành viên của nhà họ Đồng, đừng nói là trở về thế tục, sau này cậu Tiêu muốn dùng lối đi này thế nào cũng được. Tiêu Chính Văn nhếch mép cười, vậy nếu tôi không đồng ý thì sao? Đồng Thừa nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, ông ta cười khẩy, ra vẻ u ám, hừ, không đồng ý, vậy thì mời các vị tự đi đi. Chương 3693 chỉ cần các người có thể ra ngoài được thì cũng chẳng sao cả. Đồng Thừa tỏ vẻ thích làm gì thì làm ông đây chẳng thèm quan tâm. Vừa dứt lời, không khí bỗng trở nên lúng túng. Ông Đồng. Anh Tiêu là bạn của nhà họ Bạch chúng tôi, chỉ cần nhà họ Đồng giúp đỡ, sau này nhà họ Bạch tất sẽ báo đáp đầy đủ. Bạch Ngọc Trinh lần nữa mở miệng. Lúc này không thể trở mặt với nhà họ Đồng, hơn nữa, nếu Đồng Thừa không cho đi, việc đưa Tiêu Chính Văn ra khỏi vùng ngoài lãnh thổ không phải chuyện dễ dàng. Đồng Thừa mỉm cười lắc đầu, cô Bạch à, thật ra nhà họ Đồng và nhà họ Bạch lâu nay không oán không thù, theo lý mà nói, lão già này nên cho nhà họ Bạch thể diện. Nhưng thân phận cậu Tiêu quá đặc thù, người ta đã nói, người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhà họ Đồng chúng tôi luôn rất coi trọng cậu Tiêu, chỉ tiếc không có duyên quen biết, nay đã có cơ hội hiếm gặp sao có thể bỏ qua được chứ. Và lại, trở thành thành viên của nhà họ Đồng chúng tôi đối với cậu Tiêu mà nói cũng không phải chuyện xấu, nhà họ Đồng tình nguyện dùng hết tất cả để bồi dưỡng cậu Tiêu, trong thời gian ngắn có thể giúp cậu ấy đột phá cảnh giới nhân hoàng. Hơn nữa, chúng tôi có thể bảo đảm, trong vòng 100 năm có thể giúp cho cậu Tiêu đột phá cảnh giới đế cảnh, thậm chí có thể tự mình nâng đỡ cậu Tiêu trở thành người đứng đầu tại thế tục, hoặc ít nhất là mặt ngoài như vậy. Đồng Thừa nói liên tục, mặt mày hào hứng. Thật ra đến cả bản thân Đồng Thừa cũng không hiểu vì sao nhà họ Đồng lại trả một cái giá lớn như vậy để đào tạo một người ở thế tục, đến cả lứa trẻ cùng tuổi ở nhà họ Đồng cũng không được hưởng ưu đãi thế này. Đừng nói Tiêu Chính Văn chỉ là một người nhỏ nhoi không có thế lực để dựa dẫm, cho dù ở trước mặt các gia tộc lớn ở vùng ngoài lãnh thổ thì đây đã là điều kiện đủ để thuyết phục bất kỳ ai. Sau khi Bạch Ngọc Trinh nghe xong cũng không khỏi ớn lạnh. Điều kiện ưu đãi như vậy, đến cả nhà họ Bạch cũng không dám tùy ý đưa ra, xem ra lần nhà họ Đồng đã dốc hết vốn liếng rồi. Trong vòng 100 năm giúp cho Tiêu Chính Văn bước vào đế cảnh, ngay cả nhà họ Bạch cũng không dám đảm bảo như vậy. Dù nhà họ Bạch có thực lực ấy nhưng mọi người đều biết, để giúp một người từ cảnh giới nhân vương đi đến đế cảnh phải cần đến bao nhiêu tài nguyên. Hơn nữa, chỉ dựa vào tài nguyên thôi thì cũng khó mà làm được, còn phải có mấy vị, thậm chí là 10 mấy vị đại năng đế cảnh phụ trợ thì mới được. Không rõ phải cần bao nhiêu người, chỉ biết rằng nếu thiếu điều kiện này thì vĩnh viễn dừng chân tại cảnh giới nhân hoàng cấp 9, không cách nào tiến thêm nửa bước. Ngay cả Bạch Ngọc Trinh, mấy ngàn năm qua, nhà họ Bạch đã dùng không biết bao nhiêu tài nguyên, hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, mà hôm nay cô ta chỉ mới được cảnh giới nhân hoàng, cách đế cảnh còn phải đi thêm một đoạn đường dài nữa. Giờ nhà họ Đồng đã đưa ra cam kết có sức hấp dẫn như vậy,
cho dù cô ta hay Tiêu Chính Văn cũng sẽ động lòng. Chỉ cần đạt tới đế cảnh thì chẳng khác nào có được quyền phát biểu ở vùng ngoài lãnh thổ, bất kỳ một vị cường giả đế cảnh nào cũng có lãnh địa độc lập riêng mình, hơn nữa, còn có quyền trực tiếp tham dự vào bất kỳ quyết định trọng đại nào của vùng ngoài lãnh thổ. Chương 3694 đây là quyền lợi đặc thù mà cao thủ cảnh giới nhân hoàng vĩnh viễn không thể có được. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một trong số đó, với thực lực của nhà họ Đổng, chưa cần Lữ Bố ra tay, chỉ cần cao thủ đế cảnh thế hệ trước như Tử Vinh ra tay cũng có thể dễ dàng đẩy Tiêu Chính Văn lên vị trí người đứng đầu thế tục. Chẳng khác gì để Tiêu Chính Văn và nhà họ Đổng cùng nhau thống trị thế tục chứ không đơn thuần chỉ có một hoa quốc nhỏ bé. Ngoài mặt, thế tục đã bị vùng ngoài lãnh thổ vứt bỏ, nhưng thực tế thì không phải vậy, năm quả tim rồng đều nằm ở thế tục, di tích Long tộc có ở thế tục hay không cũng chưa biết. Cam kết của nhà họ Đổng tương đương với việc chia cho Tiêu Chính Văn một nửa số lợi từ di tích Long tộc. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là sau khi Tiêu Chính Văn nghe xong mấy lời này cũng chỉ cười khẩy nói, chỉ có chút xíu lợi lộc vậy mà cũng muốn mua chuộc tôi ư. Chẳng lẽ nhà họ Đổng khinh tôi, cho tôi là ăn mày à? Nếu Tiêu Chính Văn không nắm giữ Thiên Sơn Thư Lục, rõ như lòng bàn tay vô số bí mật từ thời thượng cổ thì quả thật cũng có khả năng bị dụ dỗ bởi điều kiện của nhà họ Đổng. Nhưng Tiêu Chính Văn là ai? Chỉ cần anh có Thiên Sơn Thư Lục, dù tương lai anh không tranh giành thì đó cũng sẽ là thiên hạ của anh. Hơn nữa, bí mật trong di tích Long tộc cũng chỉ có một mình Tiêu Chính Văn nắm giữ. Dù sao năm trái tim rồng thì Tiêu Chính Văn đã chiếm được 3, chỉ còn sót lại 2 quả. Mà trong đó, Tiêu Chính Văn đã biết được tung tích của tim rồng Hắc Long rồi. Chỉ còn lại một trái tim rồng, anh không tin mình sẽ không tìm được. Tiêu Chính Văn, mạnh miệng thì ai cũng nói được, nhưng cái gì cũng có chừng mực thôi. Đổng Thừa hoàn toàn bị lời nói của Tiêu Chính Văn chọc giận. Đâu phải tôi xem thường nhà họ Đổng mấy người, mà là cho tới bây giờ thì nhà mấy người chẳng có ai lọt nổi mắt tôi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp. Cậu, lời vừa dứt. Đổng Thừa hoàn toàn nổi giận. Cả nhà họ Đổng đều không có ai lọt được vào mắt Tiêu Chính Văn. Ông Đổng à, nếu muốn bàn điều kiện thì tôi thấy hay là như này, từ nay họ Đổng mấy người bái nhập vào môn hạ của Tiêu Chính Văn tôi, sau này nghe tôi chỉ bảo, tôi có thể bảo đảm, toàn bộ người của nhà họ Đổng đều sẽ ở trên cảnh giới nhân hoàng. Tiêu Chính vẫn điềm tĩnh thản nhiên mở lời. Cậu, Đổng Thừa tức tới mức mặt mũi xanh mét, tay chỉ vào Tiêu Chính Văn. Không thốt nổi một lời. Dám bảo nhà họ Đổng ông ta lại lục làm môn hạ của một kẻ chỉ mới ở cảnh giới nhân vương cấp 5, lại còn phải để cho kẻ đó mặc sức sai khiến. Chương 3695 quá vớ vẩn. Từ xưa đến nay, đào đâu ra cái kiểu kỳ dị này? Ông Đổng, người ta thường nói thuận mua vừa bán, ông cần gì phải tức giận đến vậy, vả lại, ông cũng đâu phải người đứng đầu nhà họ Đổng, theo tôi thấy. Chỉ bằng ông truyền đạt lại ý của tôi cho mấy vị đứng đầu nhà các ông nghe thử đi. Nói không chừng, gia chủ nhà họ Đổng mấy ông đang cầu mà không được đấy. Tiêu Chính Văn vẫn giữ vẻ mặt như thường, cứ như chuyện này là lẽ đương nhiên. Ha ha ha, đột nhiên Đổng Thừa ngửa mặt phá lên cười vừa quay lại nhìn Tiêu Chính Văn nói, cậu Tiêu, cậu có biết Lữ Bố chưa chết không? Hơn nữa, Lữ Bố cũng là gia thần của nhà họ Đổng chúng tôi, so sánh với Lữ Bố. Cậu Tiêu tự cho rằng bản thân còn cao hơn ông ta rất nhiều sao? Cậu còn thua xa gia thần của nhà họ Đổng thì cậu dựa vào đâu mà ngông cuồng như thế? Tiêu Chính Văn sờ mũi, khẽ gật đầu nói rất hay. Nhưng tôi nhớ, nếu Lữ Bố còn sống ít nhất cũng 2700 tuổi rồi nhỉ? Tuy tôi bất tài, nhưng nay vẫn chưa tới 30 tuổi, không nói đến trăm năm, có lẽ trong vòng 2 năm, tôi đã có thể đạt tới cảnh giới đế cảnh. Chỉ là không rõ khi Lữ Bố cùng độ tuổi với tôi, ông ta ở cảnh giới gì. Tôi chưa tròn 30 tuổi. Nếu đạt đế cảnh, vậy 2000 năm sau, tôi sẽ ở cảnh giới gì? Ông Đổng đã từng nghĩ đến vấn đề này chưa? Vì vậy, bảo nhà họ Đổng về dưới trướng tôi là cho nhà họ Đổng một cơ hội, thành thật mà nói, nếu nhà họ Đổng chủ động tới, thật sự chưa chắc tôi sẽ mở toang cửa ra đón đâu. Lời nói này của Tiêu Chính Văn thiếu chút nữa khiến Đổng Thừa hộc máu ngay tại chỗ. Nhà họ Đổng chủ động về dưới trướng của một tiểu bối như cậu ư. Được lắm Tiêu Chính Văn, đã như vậy chúng ta không cần nói tiếp nữa, trái lại tôi muốn nhìn xem, cuối cùng Tiêu Chính Văn cậu có thể đi được đến đâu. Tiêu Chính Văn đặt ly trà xuống, nhìn Đổng Thừa, quay đầu lại lạnh nhạt nói với Bạch Ngọc Trinh, chúng ta đi thôi.
Thấy Tiêu Chính Văn và Bạch Ngọc Trinh cùng đứng dậy, Đổng Thừa lại nói, Tiêu Chính Văn, nhà họ Đổng không phải nơi tùy tiện chế giễu. Nếu hôm nay cậu rời đi thì ngày chúng ta gặp lại sẽ là kẻ địch. Tôi vẫn hy vọng cậu suy xét cẩn thận đề nghị vừa nãy của tôi. Tiêu Chính Văn cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói, tôi cũng cho nhà họ Đổng các ông một lời khuyên chân thành, bất kể là ai, tốt nhất không nên bày mưu tính kế với Tiêu Chính Văn tôi, càng không nên có ý đồ xấu với giới thế tục. Nếu không, cho dù là thiên đạo minh ước, trước mặt Tiêu Chính Văn tôi cũng không đáng nói đến. Vừa đi ra ngoài cửa, Bạch Ngọc Trinh lại không nhịn được nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, thật ra anh nên nghiêm túc suy xét một chút về đề nghị của nhà họ Đổng. Có lẽ, không phải Bạch Ngọc Trinh đang nói giúp nhà họ Đổng, mà là điều kiện đối phương đưa ra quả thật rất tốt, cho dù là đại tiểu thư nhà họ Bạch như cô ta cũng cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Chuyện này không liên quan đến điều kiện của họ, bảo tôi làm việc cho nhà họ Đổng là tuyệt đối không thể nào. Chương 3696 hơn nữa, một khi tôi trở thành tôi tớ nhà họ Đổng thì tất cả điều kiện bọn họ đã đồng ý với tôi, cũng có thể bị bỏ đi bất cứ lúc nào. Thậm chí bọn họ sẽ kiếm thêm lợi ích bằng cách thẳng tay hãm hại giới thế tục. Tôi chỉ hỏi cô một câu, nếu là nhà họ Bạch, liệu có thể đưa ra được điều kiện như vậy không? Bạch Ngọc Trinh khẽ lắc đầu với Tiêu Chính Văn, nói tuyệt đối không thể nào. Tuy nhà họ Bạch chúng tôi không phải hoàng tộc, nhưng cũng tựa như hoàng tộc, cho dù vậy, nhà họ Bạch cũng không nắm chắc có thể khiến anh Tiêu đột phá đế cảnh trong vòng trăm năm. Không sai, loại hứa hẹn trăm năm này căn bản là một câu nói nhảm. Đến lúc đó cho dù bọn họ không thực hiện thì có thể làm gì được. Hơn nữa, thế tục cũng không phải thiên hạ của nhà họ Đổng bọn họ, dùng thứ vốn không thuộc về mình để hứa hẹn với tôi, thật là nực cười. Tiêu Chính Văn vừa nói như vậy, Bạch Ngọc Trinh lập tức biết dự tính của nhà họ Đổng, thật ra những cam kết kia trông có vẻ cuốn hút, nhưng suy cho cùng căn bản không cách nào thực hiện được. Ngay cả quyền khống chế thế tục cũng cần Tiêu Chính Văn tự mình liều mạng chém từng đao bắn từng phát súng. Còn đột phá đế cảnh thì càng là một câu chuyện cười. Hơn nữa, chỉ cần tôi đồng ý với nhà họ Đổng chẳng khác nào nói với họ rằng tôi rất chột dạ, nói cách khác, chỉ có người không đủ thực lực, mới chột dạ khiếp đảm. Đến lúc đó chẳng phải nhà họ Đổng muốn tôi làm gì thì tôi phải theo đó sao? Muốn dùng mấy câu nói mà đùa giỡn tôi trong lòng bàn tay, trình độ của họ còn chưa đủ. Nghe xong lời nói này của Tiêu Chính Văn, sự sùng bái của Bạch Ngọc Trinh đối với Tiêu Chính Văn lại tăng thêm mấy phần. Một người có thực lực cá nhân kinh khủng chỉ có thể nói rõ sức chiến đấu vượt xa người thường, nhưng bất kể ở vùng ngoài lãnh thổ hay thế tục, điều quyết định một người có thể đi bao xa vĩnh viễn không chỉ có sức chiến đấu. Mưu lược mới có thể khiến cho một người sống tốt hơn ở trong loạn thế. Chỉ thông qua chuyện này, Bạch Ngọc Trinh đã nhận định ánh mắt mình tuyệt đối không sai, Tiêu Chính Văn không chỉ có tiềm lực vô hạn lại còn đa mưu túc trí. Sau khi Tiêu Chính Văn và Bạch Ngọc Trinh rời khỏi trang viên nhà họ Đổng không lâu, tin tức này liền truyền ra ngoài. Thật là ngu xuẩn hết sức. Hừ, Tiêu Chính Văn này là kẻ ngu sao? Điều kiện ưu ái như vậy mà cậu ta cũng từ chối. Cậu ta thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ à? Trong vòng trăm năm đột phá đế cảnh là điều kiện hấp dẫn mức nào chứ? Chỉ cần không phải kẻ ngu thì ai lại từ chối? Không ít người trẻ tuổi cùng lứa bực bội không dứt giống như bị một tảng đá lớn đè lên ngực. Nếu có người mở miệng ra cho họ điều kiện tốt như vậy, bọn họ sẽ đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Dù là mấy đại hoàng tộc cũng rất khó đưa ra cái giá mê hoặc như vậy. Hừ, Tiêu Chính Văn này thật đúng là cục xương khó gặm. Đổng Thừa nhìn bóng dáng Tiêu Chính Văn và Bạch Ngọc Trinh rời đi, nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt phóng ra ánh sáng lạnh lẽo. Chương 3697 nếu không phải để ý quan hệ với nhà họ Bạch, Đổng Thừa căn bản không thể nào để Tiêu Chính Văn còn sống rời đi. Ông Đổng, chúng ta có nên giết bọn họ, mấy người quần áo đen làm động tác cắt cổ, thấp giọng hỏi. Đổng Thừa khẽ lắc đầu nói, tuyệt đối không thể. Bạch Ngọc Trinh là hòn ngọc minh châu của gia chủ nhà họ Bạch, nếu cô ta có vấn đề gì, nhà họ Bạch ắt sẽ đấu đến chết với nhà họ Đổng chúng ta. Vì Tiêu Chính Văn thì không đáng khai chiến với nhà họ Bạch. Và lại, không có nhà họ Đổng chúng ta tương trợ, để tôi xem hắn sẽ làm gì để trở lại thế tục. Trong lòng Đổng Thừa đã có dự tính, nói. Sau khi rời khỏi nhà họ Đổng, Bạch Ngọc Trinh cũng hơi khó xử, nói, anh Tiêu, nếu con đường nhà họ Đổng này không đi được, vậy, nửa câu sau, Bạch Ngọc Trinh cũng không nói ra, ý của cô ta là chỉ còn cách thương lượng với thiên đạo minh ước thôi.
Nhưng cho dù là nhà họ Bạch, có thể thuyết phục Thiên Đạo Minh Ước hay không cũng là một ẩn số. Cô Bạch không cần khó xử, tôi tin chẳng bao lâu sau, người nhà họ Đổng sẽ chủ động cầu xin tôi rời đi, Tiêu Chính Văn nói hết sức chắc chắn. Thật ra trong lòng Tiêu Chính Văn vô cùng rõ, nhà họ Đổng trông có vẻ trung lập nhưng thực ra cũng chịu sự bày mưu đặt kế của nhà họ Khổng mới làm khó anh. Nếu nhà họ Khổng muốn chơi tiếp, vậy đương nhiên Tiêu Chính Văn anh sẽ theo đến cùng. Mà thế tục giờ phút này, ở Tây Bắc Hoa Quốc, một vùng mây đen đang bao phủ. Dân chúng cư ngụ ở Tây Bắc Hoa Quốc đều vô cùng hoảng sợ nhìn lên trời, bởi vì mây đen kia rất bất thường. Một bóng người vô cùng lớn như ẩn như hiện trong mây đen. Trong trụ sở chính của Hắc Băng Đài ở Long Kinh, hai người Long Ngao và Long Hình cũng mang vẻ mặt đăm chiêu nhìn về phía chân trời. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng, đối phương là hai vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2 liên thủ đánh tới, với thực lực của bọn họ căn bản không cách nào ngăn cản. Long Ngao, Long Hình, nhớ lấy, trước khi anh Tiêu trở về, nhất định phải quản lý chặt người của Điện Thần Long, bất kỳ ai cũng không được ra tay. Tần Vũ nghiêm túc nói. Trước đó, Hắc Băng Đài đã nhận được tin tức chính xác, người tới chính là người của gia tộc Bắc Kinh Hồ, hơn nữa, nghe nói thực lực của bọn họ chỉ kém Tư Mã Lôi một chút mà thôi. Đối mặt với cao thủ cấp này, đừng nói Điện Thần Long bó tay chịu thua, ngay cả năm đại danh sơn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mà thôi. Giờ phút này, Tần Vũ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào một mình Tiêu Chính Văn, liệu kỳ tích có thật sự xảy ra. Tần Vũ âm thầm cầu nguyện trong lòng vô số lần. Dẫu sao lần trước Hoa Quốc gặp đại nạn, vẫn là tàn hồn của nữ đế ra mặt mới giúp Hoa Quốc tránh được một kiếp, mà lần này Hoa Quốc đi đâu để tìm nữ đế thứ hai đây? Chương 3698 cả nước đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, chỉ là e rằng sức sát thương sẽ rất lớn, Tần Vũ thở dài, chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui trong phòng làm việc, nói. Thời khắc này, đúng là Hoa Quốc đã đến bước đường cùng, toàn bộ võ tông cũng rơi vào cảnh yên lặng, căn bản không ai dám đứng ra lên tiếng. Vua Bắc Lương về chưa? Đúng vậy, vua Bắc Lương không có ở đây, ai có thể bảo vệ chúng ta? Tại sao không nhanh chóng thông báo cho vua Bắc Lương, Hoa Quốc gặp mối nguy lớn rồi? Ngoài cửa Hắc Băng Đài, một nhóm doanh nhân có máu mặt, nôn nóng thúc giục. Mọi người yên tâm, chúng ta đã đưa tin đến vùng ngoài lãnh thổ rồi, tin rằng vua Bắc Lương đang gấp rút trở về. Mọi người an tâm, chớ nóng vội, Tần Vũ lau mồ hôi lạnh trên trán, cố hết sức dùng giọng bình tĩnh trấn an. Tuy rằng những lời này là từ miệng Tần Vũ nói ra, nhưng không nhìn thấy Tiêu Chính Văn, những người này làm sao có thể yên tâm. Bởi vì vừa rồi bọn họ cũng nhìn thấy bóng dáng của Long Ngao và Long Hình, nếu như Tiêu Chính Văn đã quay lại, hai người bọn họ sao có thể nôn nóng như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng biết rằng đám người Long Ngao chỉ có cảnh giới nhân hoàng cấp 1 mà thôi, mà phía bên gia tộc Bắc Kinh Hồ lại có hai cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2, thực lực của hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Mà vùng ngoài lãnh thổ lúc này, Tiêu Chính Văn và Bạch Ngọc Trinh đã đến một biệt viện do nhà họ Bạch thiết kế. Anh Tiêu, không biết những lời anh nói vừa nãy là có ý gì? Chẳng lẽ anh Tiêu có biện pháp giải quyết sao? Bạch Ngọc Trinh nghi ngờ nói. Dù sao, Tiêu Chính Căn cũng không có người thân thích ở vùng ngoài lãnh thổ, mấy con đường rời khỏi vùng ngoài lãnh thổ lại bị Thiên Đạo Minh Ước và mấy thế gia lớn khống chế, Tiêu Chính Văn muốn rời khỏi vùng ngoài lãnh thổ quả thực là khó như lên trời. Ngay cả Bạch Ngọc Trinh cũng không thể dùng thân phận là người nhà họ Bạch để mua chuộc đồng thừa. Anh Tiêu, thật ra, ý định ban đầu của tôi là muốn cùng anh trở về giới thế tục. Dù sao, nhà họ Bạch tôi lộ diện thì phía bên Bắc Kinh Hồ kia cũng sẽ dừng tay. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Bạch Ngọc Trinh và nói thẳng, cô lo lắng rằng một mình tôi không thể áp chế được những thế gia lớn của Âu Lục ư. Bạch Ngọc Trinh cắn môi. Lời nói của Tiêu Chính Văn khiến cô ta nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nếu gật đầu, điều đó có nghĩa là Bạch Ngọc Trinh chưa bao giờ coi trọng Tiêu Chính Văn, nhưng ngoài điều đó ra, Bạch Ngọc Trinh thực sự không thể tìm ra lý do thứ hai. Anh Tiêu, thực ra, lần này không chỉ có người của gia tộc Bắc Kinh Hồ tham gia, mà ngay cả giáo đình của phương Tây cũng là một trong những người khởi xướng. Hơn nữa, đám người này chỉ là tiên phong. Cao thủ thật sự của giáo đình còn chưa ra tay, như lời anh nói, chúng ta đều là con cháu của Hoa Quốc, vì vậy, nhà họ Bạch tôi cũng nên góp một phần sức lực cho giới thế tục. Chương 3699 hơn nữa,
hai người của gia tộc Bắc Kinh Hồ đến lần này đều là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2, vì vậy, muốn thu phục hai người bọn họ mà không gây ra tổn thất gì cho Hoa Quốc, nhất định phải dùng một số thủ đoạn đặc biệt. Bạch Ngọc Trinh vội vàng giải thích cho Tiêu Chính Văn. Chỉ cần Bạch Ngọc Trinh lộ diện, đừng nói đến gia tộc Bắc Kinh Hồ, ngay cả giáo đình của Âu Lục cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng nếu chỉ có một mình Tiêu Chính Văn thì chuyện này e rằng không dễ dàng giải quyết như vậy. Một mặt, cảnh giới của Tiêu Chính Văn chỉ là cảnh giới nhân vương mà thôi. Mặt khác, Tiêu Chính Văn vừa giết chết trưởng cảnh Nhạc và một trong bốn đại hộ vệ của nhà họ Khổng. Điều đó tương đương với việc hoàn toàn đắc tội với gia tộc Y Dược và nhà họ Khổng. Các thế lực khác nhau của Âu Lục sẽ không còn kiêng nể. Vì vậy, đừng thấy bọn họ trước đó còn để cho Tiêu Chính Văn một đường lùi mà lầm. Từ nay về sau, họ tuyệt đối sẽ không nương tay với Tiêu Chính Văn nữa. Trong trận chiến giành Thánh Huyết Đế Tuấn, người nhà họ Tư Mã đã xuống đao giết người với người của Âu Lục, điều này đã hoàn toàn chọc giận các bên ở Âu Lục, vì thế, tôi lo rằng phía Âu Lục sẽ chó cùng dứt dậu. Thấy Tiêu Chính Văn im lặng, Bạch Ngọc Trinh giải thích một lần nữa. Tất nhiên Tiêu Chính Văn hiểu ý cô ta, hơn nữa, trong lời nói của Bạch Ngọc Trinh cũng nhắc nhở Tiêu Chính Văn rằng đôi khi, một số mối quan hệ vùng ngoài lãnh thổ có thể giúp Tiêu Chính Văn giải quyết vấn đề dễ dàng hơn. Nói cách khác, chính là thuyết phục Tiêu Chính Văn đừng quá bộc lộ tài năng. Dù tư chất thiên phú của Tiêu Chính Văn có xuất sắc đến đâu thì vẫn cần phải có thời gian để lắng đọng, hiện tại Tiêu Chính Văn vẫn có thể như cá gặp nước, không phải vì vùng ngoài lãnh thổ không có cao thủ mà là đại đa số cao thủ đều đã ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ. Một khi chiến sự ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ kết thúc thì sẽ có một số lượng lớn cao thủ trở về vùng ngoài lãnh thổ, đến lúc đó, những người mà Tiêu Chính Văn phải đối mặt hoàn toàn là những đối thủ ở một đẳng cấp khác. Mà cảnh giới và thực lực của những người này không phải là thứ mà Tiêu Chính Văn có thể xem thường. Hoặc có thể nói, Tiêu Chính Văn lúc này đã đạt đỉnh, nếu tiến thêm một bước nữa, đó chính là vực sâu vạn trượng. Dù gì những cao thủ có thể đến chiến trường vùng ngoài vũ trụ kia, người nào người nấy đều có cảnh giới nhân hoàng cấp 5 trở lên, hơn nữa ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ, thực lực và cảnh giới này cũng chỉ tồn tại như những người làm công việc lặt vặt mà thôi. Còn những người cảnh giới đế cảnh thậm chí là cảnh giới cao hơn còn nhiều không đếm xuể. Với tốc độ hiện tại của Tiêu Chính Văn, còn phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể đạt được tới cảnh giới đế cảnh, nhưng các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ sẽ cho Tiêu Chính Văn thời gian sao? Đến lúc đó, cục diện sẽ thay đổi nhanh chóng, không ai có thể đảm bảo rằng trong lúc hỗn loạn, có thể bảo vệ được Tiêu Chính Văn không hề hấn gì. Trái lại, Tiêu Chính Văn ngoài Điện Thần Long ở giới thế tục ra thì còn có gì? Với sức chiến đấu hiện tại của Điện Thần Long, bất kỳ cao thủ đế cảnh nào ra tay cũng đều có thể dễ dàng giải quyết được. Hai bên căn bản không cùng đẳng cấp thì làm sao đánh đây? Chương 3700 trong nháy mắt, nửa ngày đã trôi qua. Sau khi Bạch Ngọc Trinh và Tiêu Chính Văn uống vài chén trà thơm, Tiêu Chính Văn ngồi trên ghế đá, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dường như anh đang đợi một tin tức, nhưng Bạch Ngọc Trinh lại không thể ngồi yên, dù sao giới thế tục căn bản không có khả năng chống lại gia tộc Bắc Kinh Hồ, nếu còn chần chừ nữa, ngộ nhỡ giới thế tục có chuyện gì thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Trinh vội vàng đứng dậy và đến trang viên của Đồng Thừa một lần nữa. Ông Đồng, chúng ta đều là con cháu của Hoa Quốc, bây giờ gia tộc Bắc Kinh Hồ đưa quân đến áp sát, Hoa Quốc đang bị đe dọa. Thân là con cháu của Hoa Quốc, lẽ nào ông không lo lắng cho Hoa Quốc sao? Cho dù nhà họ Đồng không ra sức cống hiến cho Hoa Quốc, nhưng cũng hy vọng ông có thể mở rộng cửa để anh Tiêu trở về giới thế tục bình an vô sự. Bạch Ngọc Trinh cố gắng thuyết phục một lần nữa. Cô Bạch, những gì nên nói tôi đã nói rồi, quyền lựa chọn luôn nằm trong tay Tiêu Chính Văn. Bản thân cậu ta không muốn rời đi thì liên quan gì đến tôi? Đồng Thừa cười nhạt, căn bản không để tâm đến lời nói của Bạch Ngọc Trinh. Lời nói của ông ta vừa dứt, một bóng người hiên ngang xuất hiện sau lưng Bạch Ngọc Trinh, người đó chính là Bạch Thiên Kiệt. Trước đó, sau khi Bạch Ngọc Trinh và Tiêu Chính Văn rời đi, hơn nửa ngày sau Bạch Thiên Kiệt vẫn không thấy em gái quay lại, vì lo lắng cho sự an toàn của em gái nên hắn vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Bạch Thiên Kiệt, sắc mặt Đồng Thừa hơi thay đổi, cười khẩy nói, sao vậy, ngay cả cậu chủ nhà họ Bạch cũng đích thân tới đây rồi sao? Tuy nhiên, đây không phải là điều mà Đồng Thừa tôi có thể quyết định, việc này cần có sự chấp thuận của các lãnh đạo cấp cao của nhà họ Đồng mới được. Bất kể là ai,
tại địa bàn của tôi đều không có quyền lên tiếng. Lời nói này của ông ta rõ ràng là đang nói cho Bạch Thiên Kiệt nghe. Bạch Ngọc Trinh cắn môi dưới và nói với vẻ khó xử, ông Đồng, tôi tin rằng ông hiểu rõ hơn tôi về tình hình hiện tại của giới thế tục. Một khi giới thế tục thất thế, di tích long tộc kia bị người của Âu Lục nhanh chân cướp mất, e rằng đối với nhà họ Đồng mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Di tích long tộc, ha ha, Đồng Thừa không nhịn được cười khi nghe thấy những lời này, khẽ lắc đầu nói, di tích long tộc là thứ mà những thế gia như nhà họ Đồng bọn tôi có thể chia máu ăn phần được sao? E rằng mấy hoàng tộc lớn cũng không thể. Hơn nữa, nhà họ Đồng tôi đã tách khỏi giới thế tục rồi, dù giới thế tục có máu chảy thành sông thì cũng chả liên quan gì đến nhà họ Đồng bọn tôi. Đồng Thừa, ông dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, lẽ nào thật sự cho rằng, trên đời này không ai có thể làm gì được ông sao? Bạch Thiên Kiệt chắp tay sau lưng, tiến lên một bước, sát khí trong ánh mắt lóe lên. Không dám. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 110.